Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của nhà văn La Quán Trung, một cuốn tiểu thuyết diễn nghĩa lịch sử dài đầu tiên của Trung Quốc, đồng thời đã trở thành tuyệt tác của thể loại này. Hồi thứ 52 Gia Cát Lượng khéo chối từ lỗ túc, triệu tử long lừa mẹo lấy quế dương. Chu dù thấy khổng minh lấy được nam quận, lại nghe tin mất cả Kinh Châu, Tương Dương rồi. Trách nào chẳng tức. Dù tức quá, bút lên, nằm ngất đi hồi lâu mới tỉnh. Các tướng khuyên giải hai ba lần. Dù nói, nếu không giết được ra cát lượng đi, thì làm sao ta dạ được. Chính phổ hãy giúp ta đánh lấy lại Nam quận cho đồng ngô. Đang nói chuyện thì lỗ túc đến. Dù nói, ta muốn cất quân quyết một trận sống mái với Lưu Bị và Gia Cát Lượng để đoạt lại thành trì. Tự kính giúp ta một tay. Trúc nói, không nên. Hiện nay ta với Tào Tháo còn đang kình địch, chưa biết được thua thế nào. Và lại Chúa Công cũng chưa hạ được hợp phì. Ta với Huyền Đức không nên thôn tính lẫn nhau. Quân Tào thừa cơ kéo đến thì nguy lắm. Huống chi Huyền Đức lại quen thân với Tào Tháo nếu ta làm quá hắn tất dương thành trì cho tào tháo hợp sức lại đánh đông ngô thì làm thế nào dù nói chúng ta dùng mưu lập mẹo hao binh tổn tướng tốn kém tiền lương bọn hắn ngồi ăn cỗ sẵn thì ta chịu sao cho được thúc nói công cẩn hãy nhẫn nại một chút để tôi đem lời phải trái bảo huyền đức xem hắn nói thế nào Bây giờ ta sẽ cất quân đi cũng không muộn. Các tướng nói, tử kính nói phải lắm. Lỗ túc đem theo tùy tùng đến thẳng Nam quận, gọi cửa. Triệu Vân ra hỏi, túc nói, tôi muốn vào chơi thơ chuyện với huyền Đức. Vân đáp, chúa công tôi với quân sư ở cả trong thành Kinh Châu, không có ở đây. Túc không vào Nam quận được, đi thẳng đến Kinh Châu nhìn thấy tinh kỳ nghiêm chỉnh quân oai hùng tráng túc hèn thầm khổng minh thật không phải người thường quân sĩ vào báo khổng minh sai mở cửa thành mời lỗ túc vào nhà Trà hỏi xong ngồi theo thứ tự chủ khách hết tuần trà túc nói chúa công tôi và đô đốc công cần sai tôi đến thơ chuyện với hoàng thúc trước kia tào tháo đem trăm vạn quân giả danh muốn lấy giang nam nhưng thực tế muốn trừ Hoàng Thúc, mày có Đông Ngô tôi đánh lui giặc Tào, cứu được Hoàng Thúc. Chín quận Kinh Châu đang lẽ về Đông Ngô mới phải, thế mà Hoàng Thúc dùng quỷ kế cướp cả Kinh Tương để cho Đông Ngô tôi tốn bao nhiêu tiền lương quân mã mà Hoàng Thúc ngồi chiếm trệ hưởng lợi một mình. E rằng chưa được hợp tình hợp lý lắm. Khổng Minh đáp lại: Tử Kính là người cao minh, sao cũng nói thế. Người ta thường có câu, của ai lại về tay người ấy? Chín quận kinh tường nguyên là cơ nghiệp của Lưu Cảnh Thăng, chứ có phải của Đông Ngô đâu. Chúa Công tôi vốn là em Cảnh Thăng. Cảnh Thăng tuy đã mất rồi, nhưng con ông ấy hiện nãy còn đó. Thế là chú giúp cháu mà giữ lấy Kinh Châu, có gì mà chẳng được. Tục nói. Nếu là công tử Lưu Kỳ chiếm lấy, thì nói còn có lẽ, nhưng này công tử lại ở Giang Hạ, chứ có ở đây đâu. Không minh hỏi, tử kính có muốn trùng mặt công tử không? Lập tức sai người vào mời công tử. Một lát hai người đỡ Lưu Kỳ tự phía sau bình phong đi ra. Kỳ chào lỗ túc rồi nói, tôi mấy bữa này mệt mỏi, không thi lễ được xin tử kính thứ lỗi cho. Lỗ túc giật mình, ngồi ngẩn mặt không nói được câu gì. Hồi lâu mới nói, nếu chẳng may công tử qua đời đi, thì thế nào? Không minh đáp, công tử còn ngày nào giữ ngày ấy, bằng không bây giờ sẽ liệu. Túc nói, nếu công tử có mệnh hệ nào, thì phải đem thành trì trả lại đông ngô nhé. Không minh nói, lời tử kính đúng lắm rồi mở tiệc chiêu đãi tiệc tan túc từ biệt về ngay đêm hôm ấy thuật chuyện với chu du du nói liều kỳ còn đang trai trẻ làm sao mà chết được thế thì bao giờ lại được kinh châu túc đáp đồ độc yên tâm việc ấy cứ mặc tôi lò liệu làm thế nào lấy được kinh châu về cho đông ngô thì thôi mà du hỏi tử kính có cao kiến gì thế túc đáp Tôi xem bộ lưu kỳ tiểu sắc quá độ, bệnh đã vào cao hoang, mặt mũi xanh xao, võ vàng, hơi thở yếu ớt, thường thổ ra huyết. Khéo lắm cũng chưa chắc đã thọ được nửa năm nữa. Bây giờ ta sẽ đến đòi Kinh Châu, lưu bị hẳn chẳng viên được cớ gì nữa. Chu Du vẫn còn tức giận, chợt có sứ của Tôn Quyền đến, Chu Du mời vào, sứ thưa. Chúa Công vây hợp phì, đánh mãi không hạ được, nên truyền lệnh đô đốc thu đại quân về, rồi mang một số đến hợp phì đánh giúp. Dù phải đem quân về xài tang dưỡng bệnh, rồi cho trình phổ dẫn quân sĩ, chiến thuyền đến hợp phì giúp tôn quyền. Huyền Đức từ khi lấy được Kinh Châu, Nam Quận, Tương Dương, trong bụng Hà Hê, bàn kế giữ lâu dài. Bỗng một người bước lên khiến kế. Huyền Đức trông gia là y tịch, cảm ơn tình khi xưa huyền đức tỏ ý kính trọng lắm mời ngồi hỏi chuyện tịch thưa ngài muốn tìm kế lâu dài sao không cầu hiền sĩ mà hỏi huyền đức nói hiền sĩ ở đâu tịch đáp ở kinh tương này có năm anh em họ mã cũng có danh tiếng người em út tên là mã tốc tự là ấu thường nhưng chỉ có người tên là lương tự quý thường, có lông mày trắng và giỏi hơn cả. Làng xóm đã có câu ca dao mã thị ngũ thường, bạch mi tối lương. Sau ngày không cho mời người ấy đến bản mưu địch ghế. Huyền Đức liền sai người đi mời Mã Lương đến. Huyền Đức tiếp đãi sang trọng, rồi hỏi kế giữ vững kinh tương. Lương thừa, kinh tương bốn mặt trống trải, không thể giữ được lâu nên để công tử lưu kỳ ở đó dưỡng bệnh chiêu mộ những người cũ ra giúp việc chúa công tâu vua cho công tử làm thứ sử để yên lòng dân chúa công nên sang mặt nam đánh lấy bốn quận võ lăng trường xe quế dương và linh lăng rồi thu góp tiền lương để làm căn bản đó là kế lâu dài đấy huyền đức mừng lắm hỏi trong bốn quận ấy nên lấy quận nào trước Huyền Đức mừng lắm hỏi. Trong bốn quận ấy, nên lấy quận nào trước? Lương thừa. Linh Lăng ở gần mé Tây Tương Giang, nên lấy trước. Thứ đến Võ Lăng, sau sẽ lấy Quế Dương ở mé Đông Tương Giang. Cuối cùng là Trường Sa. Huyền Đức cho Mã Lương làm tổng sự, y tịch làm phó, mời Khổng Minh đến bàn bạc, đưa công tử sang Tương Dương thay cho Vân Trường về Kinh Châu rồi cất quân đi lấy linh lăng sai trương phi làm tiên phong triệu vân đi đốc hậu khổng minh huyền đức làm trung quân tổng số quân mã một vạn rưỡi để vân trường giữ kinh châu mi trúc và lưu phong giữ giang lăng thái thú linh lăng là lưu độ nghe tin quân mã của huyền đức đến bàn với con là lưu hiền hiền nói xin cha yên tâm hắn tuy có trương phi triệu vân hùng dũng nhưng ta cũng có thượng tướng hình đạo vinh sức địch muôn người có thể chống cự nổi lưu độ sai ngay con và hình đạo vinh dẫn hơn vạn quân ra cách thành ba chục dặm lập một cái trại dựa vào sườn núi ven sông tham mã báo khổng minh dẫn một toán quân đến đạo vinh mang quân ra địch hai bên giàn trận Đạo Vinh tay sách một cái búa khai sơn, quá to lên rằng. Quân nghịch tạc kia, sao dám xâm phạm vào bờ cõi ta? Chỉ thấy bên đối phương hiện ra một toán cờ vàng. Trong đám cờ có một xe bốn bánh. Trên có một người đội khăn lượt, mặc áo cánh hạc, cầm quạt lông. Vẫy Đạo Vinh bảo rằng. Ta là Gia Cát Khẩu Minh ở Nam Dương đây. Tào Tháo mang trăm vạn quân, bị ta dùng một mẹo nhỏ giết cho không mảnh giáp rút về. Bọn người địch với ta sao nổi? Này ta đến chiếu an, sao không hàng đi cho mau? Tạo Vinh cười nói, trận đánh ở xích bích là mưu của Chu Du, can gì đến ngươi mà ngươi dám đến đây khoác lác nhỉ? Nói đoạn vác búa xông vào đánh. Khổng Minh quay xe chạy vào trong trận, Cờ trận khép lại, Đạo Vinh vác búa tế ngựa xông vào thế trận bên này bỗng chia thành làm hai ngả mà chạy. Đạo Vinh trông thấy phía giữa có một đám cờ vàng. Đoán chắc khổng binh ở đó nên cứ nhầm chỗ ấy mà đuổi. Qua một trái núi, đám cờ vàng đứng dừng lại. Rồi cửa trận mở ra. Xe bốn bánh biến mất. Chỉ thấy một tướng cầm mâu tế ngựa ra quá to một câu. Ta là Trương Dược Đức đây. Rồi xúc lại đâm Đạo Vinh. Đạo Vinh khoa búa đón đánh. Được vài hiệp, nghe chừng địch không nổi, liền quay ngựa chạy. Giật Đức đuổi theo, tiếng hò reo rầm rĩ, quân phục hai bên đổ ra. Đạo Vinh cố chết mà chạy. Trước mặt lại gặp một đại tướng chẹn đường thét lớn. Mày có biết Triệu Tử Long ở Thường Sơn không? Đạo Vinh biết thân chẳng địch nổi, lại không đường chạy, phải xuống ngựa xin hàng. Từ Long trói giải về nộp Huyền Đức và Khổng Minh. Huyền Đức sai điệu ra chém. Khổng Minh vội ngăn lại, rồi bảo Đạo Vinh. Hãy bắt được Lưu Hiền cho ta, thì ta cho hàng. Đạo Vinh vâng dạ xin đi. Khổng Minh nói. Người dùng kế gì bắt được nó? Đạo Vinh thưa. Nếu quân sư tha cho tôi về, tôi sẽ dùng lời lẽ khéo léo lừa nó Đêm nay quân sư đến cướp trại, tôi làm nội ứng, bắt sống Lưu Hiền, đem về nộp cho quân sư. Lưu Hiền đã bị bắt thì Lưu Độ tự nhiên phải hàng thôi. Huyền Đức không tin, Khổng Minh nói. Hình tướng quân không sai lời đâu. Liền tha đạo Vinh cho về. Về đến trại, Vinh thuật cả đầu đuôi câu chuyện cho Lưu Hiền nghe. Hiền hỏi, thế thì ta nên tính sao? tạo vinh thừa nên nhân kế ấy mà dùng kế ta đêm này cho quân phục hết ở ngoài trại trong trại giả vờ cấm cờ quạt đợi khổng binh đến cướp trại thì ta đổ ra bắt sống nó lưu hiền nghe theo canh hai đêm hôm ấy quả nhiên có một toán quân mỗi người xách một bó cỏ kéo đến cửa chạy. nhất tề đốt lửa lên lưu hiền đạo vinh đổ ra đánh thì quân đốt lửa rút chạy cả hai người thừa thế đuổi theo đến hơn chục dặm quân đốt lửa biến đâu hết hai người vội vàng quay về trại thì thấy ánh lửa chưa tắt trong trại một tướng kéo quân sông ra trông xem là trương phi lưu hiền gọi đạo vinh không nên về trại nhà nữa đến cướp trại khổng minh đi thôi hai người bèn quay trở lại đi chưa được chục dặm bất ngờ gặp Triệu Vân chẹn đường đánh ra. Phóng giáo đâm ngay Đạo Vinh chết lăn xuống ngựa. Lưu Hiền vội vàng quay ngựa chạy về. Lại gặp phải Trương Phi đuổi đến, bắt sống, trói lại đem về nộp cho Khổng Minh. Lưu Hiền kêu rằng, đó là Đạo Vinh xui tôi như thế, chứ không phải chủ ý của tôi. Khổng Minh sai cởi trói cho mặc áo tử tế và cho uống rượu để hoàn hồn rồi sai người đưa vào thành dụ cha ra hàng nếu không hàng sẽ phá tan thành trì giết sạch cả nhà lưu hiền trở về linh lăng kể lại cho cha chuyện khổng minh nhân đức và khuyên cha ra hàng lưu độ nghe theo dựng cờ trên mặt thành rồi mở toang cửa thành đem ấn tín đến nộp huyền đức xin hàng khổng minh cho lưu độ giữ nguyên chức thái thú quận này con là lưu hiền thì cho về kinh châu theo giúp việc quân nhân dân toàn quận linh lăng vui mừng phấn khởi huyền đức vào thành yên dân khao thưởng ba quân rồi hỏi các tướng rằng linh lăng đã lấy xong rồi còn quận quế dương thì ai dám đi lấy triệu vân xin đi trương phi cũng hăng hái xin đi hai người tranh nhau khổng minh nói Tử Long xin trước thì chỉ một mình Tử Long được đi thôi. Trương Phi không chịu, nhất định xin đi. Khổng Minh cho hai người rút thăm, ai rút chúng thì đi. Tử Long lại rút chúng. Trương Phi phát khủng lên, nói. Tôi không cần phải người giúp đỡ, chỉ xin lĩnh ba nghìn quân đi, lấy thành trì dễ như bỡn mà. Triệu Vân nói, tôi cũng chỉ xin ba nghìn quân đi, nếu không lấy nổi thành, xin chịu quân lệnh. Khổng Minh mừng lắm. Bắt lập tờ quân lệnh, rồi kén ba nghìn tinh binh giao cho Triệu Vân mang đi. Trương Phi hằn học không chịu. Huyền Đức quát bảo lui ra. Triệu Vân dẫn quân mã đến thẳng Quế Dương. Thám mã báo tin cho thái thú quận này là Triệu Phạm. Phạm vội họp tướng sĩ lại bàn bạc. Quản quân hiệu ý là Trần Ứng, Bảo Long, xin lĩnh binh ra đánh. Hai người đều xuất thân là tay săn bắn ở vùng núi Quế Dương. Trần ứng tài lao đinh ba, Bảo Long thì đã từng bắn giết được hai con hổ một lúc. Hai người cậy mình có sức khỏe, liền bẩm với Triệu Phạm. Nếu lưu bị tới, chúng tôi xin làm tiền bộ. Triệu Phạm nói, ta nghe Lưu Hiển Đức là khoảng thúc nhà Hán, lại có khổng binh làm mưu, quan trương, cực khỏe. Này kéo quân đến đây, lại là Triệu Tử Long. Khi hắn ở trường bản, sông sáo trong đám quân trăm vạn như vào chỗ không người. Quê dương ta có được bao nhiêu quân mã mà địch lại, thả đầu hàng còn hơn. Trần đứng thưa, tôi xin ra đánh. Nếu không bắt được Triệu Vân, bây giờ thái thú hãy ra hàng cũng chưa muộn mà. Triệu Phạm ngăn lại không được, đành phải cho đi. Trần ứng dẫn ba nghìn quân mã ra thành, đã thấy Triệu Vân đến. Ứng giàn xong trận, cầm đinh ba tế ngựa đi ra. Vân trỏ giáo mắng rằng. Chủ ta Lưu Huyền Đức là em Lưu Cảnh Thăng. Này giúp công tử Lưu Kỳ giữ Kinh Châu. Sai ta đến đây yên dân. Sao người dám chống lại? Trần Ứng cũng mắng lại. Ta đây chỉ phục tào thừa tướng. Đâu có theo Lưu Bị. Vân giận lắm khua dao tế ngựa đến đánh. Ứng cũng múa đinh ba đón đỡ. Được bốn năm hiệp, Ứng liệu địch không nổi, quay ngựa chạy về. Vân đuổi theo. Ứng ngoảnh cổ lại, thấy ngựa triệu Vân đã gần kịp. Liền lao đinh ba sang. Vân bắt được lao trả lại. Ứng vội né mình tránh khỏi. Thì ngựa của Vân đã đến nơi rồi. Vân vươn tay, túm được trần ứng, quảng xuống đất. Thét quân sĩ trói lại đem về chạy quân địch tan tác chạy hết. Vân về chạy mắng Trần Đứng rằng, Cái thứ nhà người thấm vào đâu mà dám địch nhau với ta? Ta không thèm giết, tha cho người về, bảo triệu phạm mau mau ra. Ứng tạ tội, ôm đầu, thu thủi trở về, nói hết lại với triệu phạm. Phạm nói, nguyên ta vẫn muốn hàng, chỉ tại người cố cưỡng muốn đánh mới đến nỗi này. Nói rồi mắng Trần ứng lui ra Mang ấn tín Và dẫn vài mươi tiên kỵ Đến tận trại Triệu Vân xin hàng Vân ra trại tiếp vào Mở tiệc thiết đãi Tiếp nhận ấn tín Rượu được vài tuần Phạm nói Tướng quân họ Triệu Tôi cũng họ Triệu Năm trăm năm trước đây Dễ thường là một nhà với nhau Tướng quân quê ở Trân Định Tôi cũng quê ở chân Định Lại cùng làng nếu tướng quân không chê cho tôi được kết làm anh em thật là vạn hạnh vân mừng lắm cùng hỏi tuổi nhau vân đẻ trước phạm bốn tháng phạm nhận vân là anh hai người cùng làng cùng tuổi lại cùng họ mười phần tương đắc với nhau cả mười mãi đến chiều mới tan tiệc phạm từ giã trở về thành hôm sau phạm mời vân vào thành yên dân Vân dặn quân sĩ cứ ở ngoài trại, chỉ đem năm chục lính kỵ mã vào thành. Cư dân đốt hương, bày đồ, bái vọng, đứng đặc dọc đường nghênh tiếp. Vân phủ dụ đâu đấy. Phạm mời Vân vào dinh ăn tiệc. Khi rượu đã ngà ngà say, Phạm lại mời Vân vào nhà sau uống tiệc nữa. Vân bấy giờ đã say. Phạm bỗng nhiên gọi một người đàn bà ra nâng chén mời triệu Vân. Vân trông thấy người ấy ăn mặc đồ trắng, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Mới hỏi Phạm, người này là ai? Phạm thưa, đó là phàn Thị, chị dâu tôi. Từ Long dịu sắc mặt lại, tỏ vẻ kính trọng. phàn Thị chuốc rượu xong, Phạm mới ngồi xuống. Vân cảm tạ, phàn Thị lui vào nhà trong. Vân bảo Phạm rằng, Hiền đệ sao dám phiền đến lệnh tàu mời rượu vậy? Phạm cười nói. Cũng vì có chút duyên cớ, xin anh chớ ngại. Anh ruột tôi quá cố đã ba năm nay. Chị tôi ở quá một mình, chưa chót đời được. Tôi đã khuyên chị tôi cải giá. Chị tôi nói, hãy được người nào đủ ba điều kiện thì mới lấy. Một là văn võ kiêm toàn, tiếng đồn khắp cả thiên hạ hay là tướng mạo đường bệ, uy nghi khác thường. Ba là phải cùng một họ với anh tôi. Anh thử nghĩ xem, thiên hạ có mấy người lại hợp được cả ba điều ấy không? Thế mà tôn huynh đường đường bậc anh hào, tiếng vàng bốn bể, lại đồng họ với anh tôi. Thật hợp với lời ước của chị tôi lắm. Nếu không hiểm chị tôi xấu xa, xin tướng quân cho được nâng khăn sửa túi, để kết thân mãi mãi với nhau. Tướng quân nghĩ sao? Vân nghe nói nổi giận, vùng dậy thét lớn. Ta với người đã kết làm anh em, thì chị dâu ngươi cũng như chị dâu ta, lẽ đâu làm việc loạn luân như thế? Triệu Phạm hổ thẹn quá, đáp rằng, ta đối đãi tử tế, sao lại dám vô lễ làm vậy? Liền liếc mắt cho tà hữu, có ý muốn sát hại. Vân biết ý, đánh Phạm ngã lăn xuống đất, rồi ra thẳng cửa phủ lên ngựa về trại. Phạm gọi Trần Ứng, Bảo Long vào bàn bạc. Ứng nói, hắn đã tức giận bỏ đi, vậy phải đánh nhau mới xong. Phạm nói, chỉ sợ đánh không nổi hắn thôi. Bảo Long bàn rằng, để hai chúng tôi đến trá hàng ở trong đám quân bên ấy. Hai thú nên dẫn quân lại khiêu chiến. Chúng tôi rình bắt sống hắn ngay tại trận là xong. Trần Ứng nói, cần phải mang theo một số quân mã. Long nói, chỉ 500 quân kỵ là đủ rồi. Đêm hôm ấy, hai người dẫn 500 quân đến chạy Triệu Vân xin hàng. Vân biết rõ là trá hàng, nhưng cũng cho gọi vào. Hai người vào trướng, nói rằng, Triệu Phạm muốn dùng kế mỹ nhân để lừa tướng quân. Định đợi lúc nào tướng quân say rượu thì giết đi. Lấy đầu đem đến nộp tào tháo. Thật là bất nhân. Chúng tôi thấy tướng quân tức giận, sợ liên lụy đến mình, cho nên đến xin hàng. Vân giả cách mừng rỡ, mở tiệc khoản đãi ân cần. Hai người uống rượu say quá. Vân say trói lại, rồi tra hỏi bọn thủ hạ. Quả nhiên là đến trá hàng. Vân gọi cả 500 quân của ứng long vào, cho ăn uống no say, rồi ra lệnh. Trần ứng bảo long, hai người muốn hại ta, không can gì đến bọn ngươi. Bọn ngươi phải theo kế ta sẽ được trọng thưởng. Quân sĩ lạy tạ. Vân lập tức sai chém hai người, rồi sai 500 quân dẫn đường. Mình thì dẫn một nghìn quân đi sau. Đang đêm đến thẳng thành Quế Dương gọi cửa, bảo rằng Trần bảo hai tướng đã giết được Triệu Vân rồi, xin thái thú ra thành thương nghị. Quân trên thành đốt đuốc lên soi thấy đúng là quân mã của nhà. Triệu Phạm vội vàng ra thành. Vân quát ngay tả hữu bắt trói lại. Rồi vào thành úy lão trăm họ đâu đấy và báo tin về huyền Đức. Huyền Đức và Khổng Minh đến Quế Dương. Vân ra nghinh tiếp. Triệu Phạm bị trói đứng ở dưới thềm. Khổng Minh hỏi. Phạm thuật lại cả chuyện muốn gả chị dâu. Khổng Minh bảo Vân rằng. Đó là việc tốt lành. Tướng quân sao gàn thế? Vân thừa Triệu Phạm đã cùng với tôi kết làm anh em. Nếu lấy chị dâu hắn, thì miệng đời chê cười là một. Người quá chồng, bước đi bước nữa là thất tiết là hai. Triệu Phạm mới hàng, chưa biết bụng dạ thế nào là ba. Chúa Công mới dẹp yên được giang hán, ngủ còn chưa yên. Vân tôi đâu dám vì một người đàn bà mà bỏ việc lớn của Chúa Công. Huyền Đức nói, Bây giờ việc lớn đã xong xuôi cả rồi, cho người lấy nàng ấy Người có thuận không? Vân thừa. Thiên hạ chả thiếu gì con gái. Chỉ lo công danh không lập được. Chứ có lo gì không có vợ con. Huyền Đức khen rằng. Tử Long thế mới thực là trượng phu đây. Rồi trọng thưởng cho Triệu Vân. Và tha Triệu Phạm cho làm thái thú quận Quế Dương như cũ. Trường Phi kêu to lên rằng. Chỉ một mình Tử Long lập được công. Còn tôi là đồ vô dụng hay sao? tôi xin lĩnh ba nghìn quân đến lấy võ lăng quyết bắt sống thái thú kim toàn về nộp khổng minh mừng lắm nói giặc đức muốn đi cũng được nhưng phải tuân theo một điều kiện đó là quân sĩ nghĩ được nhiều mưu lạ tướng sĩ tranh nhau lập chiến công chưa biết khổng minh nói điều gì xem hồi sau sẽ rõ hồi thứ năm mươi ba Quan Vân Trường tha Hoàng Trung không giết, tôn trọng Mưu, đánh Trương Liêu bị thua. Khổng Minh bảo với Trương Phi rằng, Khi trước Tử Long ra lấy Quế Dương, phải lập tờ quân lệnh mới được đi. Này Dực Đức muốn ra lấy Võ Lăng cũng phải làm như thế. Trương Phi liền lập tờ quân lệnh và hớn hở lĩnh ba nghìn quân cấp tốc đến Võ Lăng. Kim Toàn nghe Trương Phi đến, liền tụ tập tướng sĩ kéo ra nghinh địch. Quan tòng sự là củng chí can rằng. Lưu Huyền Đức là hoàng thúc nhà Hán, nhân nghĩa tưới khắp cả thiên hạ. Thêm vào đó, Trương Phi khỏe mạnh, lạ thường, không thể địch nổi. Chỉ bằng đầu hàng là hơn. Kim Toàn nổi giận nói. Mày muốn thông đồng với giặc làm tay trong hả? Lập tức quát võ sĩ lôi ra chém tướng tá xúm lại kêu xin, nói Chưa xuất quân, đã chém người nhà, như thế không lợi. Toàn mới mắng đuổi trí ra, rồi dẫn quân ra ngoài thành. Chưa được hai chục dặm thì gặp Trương Phi đến. Phi dừng ngựa, chỉ mâu quát bắn Kim Toàn. Toàn hỏi bộ tướng, ai dám ra địch? Người nào người nấy luống cuống, sợ hãi, không dám ra. Toàn phải tế ngựa, múa đao ra đón đánh vì gầm lên một tiếng như sét đánh. Kim Toàn mất vía, không dám giao phong, quay ngựa chạy về. Vì dẫn quân đuổi theo, đánh giết túi bụi. Kim Toàn chạy về đến dưới thành, thì bên trên tên bắn xuống như mưa. Toàn giật mình, trông lên thấy cổng trí đứng ở trên mặt thành nói rằng Người không theo thiên thời, tự rước lấy bại vong, ta cùng bách tính đầu hàng lưu hoàng thúc vậy. Cùng chí nói chưa dứt lời, thì một mũi tên bắn tin vào mặt Kim Toàn. Toàn ngã nhào xuống ngựa. Quân sĩ cắt ngay đầu, nộp Trương Phi. Cùng chí ra thành xin hàng. Phi sai chí mang ấn tín đến Quế Dương, ra mắt Huyền Đức. Huyền Đức mừng lắm, cho ngay Cùng chí thay chức Kim Toàn. Huyền Đức thân đến Võ Lăng phổ dụ nhân dân, rồi viết thư báo cho Vân Trường biết tin Tử Long Dược Đức mỗi người đã lấy được một quận. Vân Trường viết thư về nói. Còn lại một quận trường xe, nếu huynh trưởng không coi em là kẻ bất tài, giao cho em giành được công lao đó thì hay lắm. Huyền Đức mừng rỡ, bằng lòng để Vân Trường đi lấy trường xe. Về đến nơi, Vân Trường vào ra mắt Huyền Đức và Khổng Minh. Khổng Minh nói, khi Tử Long lấy Quế Dương, Dược Đức lấy Võ Lăng Đều chỉ đem có ba nghìn quân thôi. Này thái thú trường xe là Hàn Huyền. Tuy chẳng ra gì, nhưng hắn có một đại tướng tên là Hoàng Trung, tự là Hán Thăng, quê ở Nam Dương, là tướng cũ của Lưu Biểu, cùng với Lưu Bàn, tức cháu Lưu Biểu, chấn thủ trường xe. Về sau, Hoàng Trung theo Hàn Huyền. Này tuy đã gần sáu mươi tuổi, nhưng sức địch muôn người, chớ nên coi thường. Vân trưởng có đi thì phải đem nhiều quân mã mới được Vân trưởng nói Sao quân sư lại để cao người khác Mà làm giảm oai phong nhà mình thế Cái thứ lính giải có kể vào đâu Tôi không cần đến ba nghìn quân mã Chỉ xin đem năm trăm quân của tôi Quyết chém đầu khoảng trung hàn huyền Về dâng dưới trướng. Huyền Đức cố gàn lại Nhưng vân trưởng nhất định không nghe Chỉ đem năm trăm quân bản bộ đi khổng minh nói với huyền đức rằng vân trường khinh thường hoàng trung tôi e lỡ việc chúa công nên đi tiếp ứng cho huyền đức nghe lời sau đó cùng dẫn binh tiến đến trường xe lại nói thái thú ở trường xe là hàn huyền xưa nay tính khí nóng nảy giết người như ngoé ai cũng quán ghét bây giờ nghe tin vân trường đến huyền liền gọi lão tướng hoàng trung vào bàn bạc Chúng nói, chùa Công cứ yên tâm, chỉ một thanh đao với một cây cung này, một nghìn đứa lại thì một nghìn đứa chết. Nguyên Hoàng Trung có sức khỏe dương được cung hai tạ, bắn trăm phát tin cả trăm. Trung vừa nói chưa dứt lời, thì có một người ở dưới thềm bước ra thưa. Không cần đến lão tướng quân phải ra đánh, chỉ một tay tôi cũng bắt sống được quan vũ đem về. Hàn Huyền trông xem ai thì là quản quân hiệu úy là Dương Linh. Huyền mừng lắm, sai ngay Dương Linh dẫn một nghìn quân ra nghinh chiến. Linh đi độ năm chục dặm, thấy bụi bay mù mịt. Quân Vân Trường đã kéo đến. Dương Linh vác giáo ra ngựa, đứng trước trận mắng nhiếc thách đánh. Vân Trường giận lắm, chẳng nói nửa lời. Tế ngựa, múa đao, xông ngay vào đánh. Dương Linh dơ dư giáo đón đỡ. Chưa được ba hiệp, Linh bị Vân Trường chém nhào xuống ngựa, rồi đuổi đánh quân Linh đến tận dưới thành. Hàn Huyền thấy vậy kinh hãi vô cùng, liền sai Hoàng Trung ra đánh. Huyền lên mặt thành đứng xem. Trung cắp đao lên ngựa, dẫn 500 kỵ binh vượt qua cầu treo. Vân Trường thấy một lão tướng xông ra, biết là Hoàng Trung. Cũng dàn 500 quân của mình thành hàng ngang rồi cắp ngang thanh long đao, ghim ngựa hỏi. Tướng kia có phải là Hoàng Trung đó không? Trung đáp. Đã biết tiếng ta, sao dám xâm phạm bờ cõi của ta? Vân Trường nói. Ta lại đây chỉ cốt lấy đầu người đó thôi. Nói đoạn xông vào chiến đấu, hơn một trăm hiệp chưa phân thắng phụ. Hàn Huyền sợ Hoàng Trung túng thế, vội khua chiêng thu quân. Hoàng Trung dẫn quân vào thành. Vân Trường cũng rút quân lui, cách thành 10 dặm hạ trại. Vân Trường nghĩ thầm rằng, đạo tướng này tiếng đồn không sai, đánh nhau tới hàng trăm hiệp không sơ hở chút nào. Ngày mai ta phải dùng kế đả đao, quay lưng lại chém mới xong. Hôm sau, cơm sáng no nê, e, Vân Trường lại đến khiêu chiến. Hàn Huyền ngồi trên mặt thành, sai Hoàng Trung ra ngựa, Trung lại dẫn vài trăm quân kỵ mã vượt cầu treo ra đánh nhau với vân trường. tới năm sáu chục hiệp mà vẫn chưa phân được thua, quân hai bên vỗ tay khoan hô ở mỹ. Trống đang thúc rồn rập thì vân trường quay ngựa chạy về, hoàng trung đuổi theo. vân trường sắp sửa quay đao chém vượt lại, bỗng nghe sau lưng huỵch một tiếng, vội ngoảnh lại thấy hoàng trung bị ngựa xa chân trước ngã lăn xuống đất. Vân Trường liền quay ngựa lại, hai tay dưa thanh long đao thét lớn. Ta hãy tha tính mạng cho ngươi, mau mau về đổi ngựa khác ra đánh tiếp. Hoàng Trung vội vàng đứng dậy, nhảy lên ngựa chạy tế vào thành. Hàn Huyền kinh hãi hỏi nguyên nhân. Trung thừa, con ngựa này lâu nay không ra trận mạc, cho nên lỡ xảy ra làm vậy. Huyền hỏi, người bắn tên trăm phát trăm trúng, làm sao không bắn? Trung đáp, ngày mai đánh nữa, tôi sẽ giả vờ thua, giữ y đến bên cầu treo mà bắn. Huyền đưa con ngựa xám của mình cho Hoàng Trung. Trung bái tạ trở ra, trong bụng nghĩ rằng, hiếm người được nghĩa khí như Vân Trường, hắn đã không nỡ hại ta, ta sao nỡ giết hắn, mà không bắn thì sợ trái tướng lệnh. Suốt đêm nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Trung không biết quyết định bề nào cho phải. Sáng sớm hôm sau, có tin Vân Trường lại đến khiêu chiến. Trung lĩnh quân ra thành. Vân Trường hai hôm không đánh đổ được Hoàng Trung, bực dọc vô cùng. Liền hăm hò ra sức đánh đỡ. Chưa đầy ba chục họp, Trung đã thua chạy. Vân Trường đuổi theo. Trung nghĩ ân tình hôm trước, không nỡ bắn ngay. Bèn cài đao vào bao và dương cung bắn dây không. Vân Trường né tránh, nhưng không thấy có tên bay đến. Lại đuổi, chúng lại bắn dây không lần nữa. Vân Trường lại lánh, nhưng vẫn không thấy tên. Cho là Hoàng Trung không biết bắn, càng vững dạ đuổi theo. Khi sắp đến đầu cầu, Hoàng Trung đứng trên cầu. Dương Cung đặt tên, bắn một phát, tin ngay vào quay mũ Vân Trường. Quân trước mặt gieo âm cả lên. Vân Trường giật mình, đeo cả tên chạy về chạy Bây giờ, Vân Trường mới biết Hoàng Trung có tài bắn xuyên lá liễu cách xe hàng trăm bước. Bữa này, sở dĩ bắn lên quay mũ mình là có ý báo ơn không giết hôm trước đó thôi. Hoàng Trung về thành, ra mắt Hàn Huyền. Huyền quát tả hữu, trói Trung lại. Trung kêu là vô tội. Huyền mắng rằng, ta xem ba hôm nay rồi, người còn dám dối ta hôm đầu người không đánh hết sức tất có bụng tây vị hôm qua người ngã ngựa hắn không giết thế là thông đồng với nhau hôm nay hai lần người bắn dây không đến lần thứ ba lại chỉ bắn vào quai mũ thế có phải là người với hắn vẫn thông đồng với nhau không nếu không giết người đi tất để mối lo về sau liền quát tay đao phủ lôi hoàng trung ra ngoài cửa thành chém đầu các tướng định vào kêu van huyền nói hãy ai kêu van cho Hoàng Trung, tức là đồng lõa. Quân vừa điệu Hoàng Trung ra đến cửa, sắp sửa khai đao. Bỗng có một tướng khoa đao đánh thúc vào pháp trường, chém chết ngay tay đao phủ, cứu được Hoàng Trung, rồi thét lớn. Hoàng Hán Thăng đã thành lũy sứ trường xe, nay giết Hán Thăng thì khác gì giết cả trăm họ trường xe. Hàn Huyền là thằng tàn bạo bất nhân, khinh miệt hiền sĩ, ta nên giết đi mới phải. Ai đi theo ta thì lại cả đây. Mọi người nhìn xem, té ra là Ngụy Diên, người ở Nghĩa Dương, mặt đỏ như gấc, mắt như sao băng. Nguyên Ngụy Diên từ khi ở thành Tương Dương chạy theo Huyền Đức không kịp, liền đến theo Hàn Huyền. Huyền ghét Diên là người kiêu ngạo, không chịu trọng dụng, nên Diên ẩn náu ở đó. Hôm ấy cứu được Hoàng Trung, Diên rủ trăm họ đi giết Hàn Huyền. Diên vừa hô một tiếng, hơn một trăm người theo liền. Hoàng Trung cản lại không được. Diên đánh thẳng lên mặt thành, khoa đao, chém đứt đôi hàn huyền, rồi sách đầu dẫn bách tính ra hàng vân trường. Vân trường mừng lắm. Vào thành phủ dụ dân chúng, rồi mời Hoàng Trung lại chơi. Trung cáo ốm, từ chối. Vân trường sai người về mời huyền Đức Khổng Minh đến. Nói về huyền Đức, từ khi vân trường đi lấy trường xe cùng với khổng minh đem gấp quân đi sau tiếp ứng đang đi bỗng nhiên một cơn gió nổi lên cuốn đổ lá cờ xanh một con quạ tự bắc bay về nam kêu ba tiếng rồi bay mất huyền đức hỏi thế là điểm gì khổng minh đang cưỡi ngựa bấm tay xem một quẻ đáp điểm này chắc chắn vân trường đã lấy được trường xe và được thêm một đại thương nữa đến giờ ngọ nhất định có tin về báo. Được một lát, quả nhiên có một tên lính chạy về báo rằng quan tướng quân đã lấy được trường xe và được thêm hai tướng là Hoàng Trung, Ngụy Diên nữa. Hiện quan tướng quân đang mong đợi chúa công đến để yên dân. Huyền Đức mừng lắm, dẫn quân vào thành, vân trường ra đón vào trong nghe thuật lại chuyện Hoàng Trung cho Huyền Đức nghe. Huyền Đức Hân đến tận nhà Hoàng Trung mời. Bây giờ Hoàng Trung mới chịu hàng và xin chôn cất Hàn Huyền ở phía Đông Thành. Tướng quân khí khái lớn tay trời, đầu bạc phơ phơ dạ chẳng rời, dù chết cũng cam không áo án giận, cúi đầu hổ thẹn chịu hàng người. Tuyết pha gươm báu khoe tài mạnh, gió cuốn chân câu vẫn đánh hoài. Danh tiếng nghìn thu còn nhớ mãi, tương đàm vàng vạc, bóng trăng soi. Huyền Đức đãi Hoàng Trung tử tế lắm. Vân Trường lại đưa Ngụy Diên vào ra mắt. Khổng Minh sai võ sĩ lôi ra chém. Huyền Đức giật mình hỏi. Ngụy Diên là người có công, không tội tình gì. Sao quân sư lại giết đi? Khổng Minh nói. Ăn lộc của chủ mà lại giết chủ, thế là người bất trung. Ở đất ấy mà lại dâng đất ấy, thế là quân bất nghĩa, và lại tôi xem sau gáy hắn có cái phản cốt. Mai sau tất sinh lòng phản nghịch. Cho nên chém trước để trừ vạ sau này. Huyền Đức ngăn lại, nói. Nếu chém hắn đi, tôi e những người theo hàng khác sợ hãi. Mong quân sư hãy tha cho hắn. Khẩu Minh trỏ vào mặt ngụy Diên bảo rằng. Này ta hãy tha cho ngươi. Ngươi phải hết lòng báo chúa, không được sinh tâm này khác nếu ăn ở hài lòng ta sẽ lấy đầu đó ngụy diên dạ dạ mấy tiếng rồi lui ra hoàng trung tiến cháu lưu biểu là lưu bàn hiện đang nghỉ ở du huyện huyện đức triệu đến cho coi quận trường xe. bốn quận bình định đâu đấy huyện đức thu quân về kinh châu đổi tên cửa du giang là huyện công an từ đó huyện đức lắm tiền nhiều lương, hiền sĩ tấp nập theo về. Chia quân mã đóng đồn bốn phía, chấn giữ các cửa ải. Lại nói, từ khi Chu Du về Sài tang dưỡng bệnh, Xài Cam Ninh giữ quận Ba Lăng, Lăng Thống giữ quận Hán Dương, hai nơi này đều phải sắp sẵn sàng chiến thuyền đợi lệnh. Còn Trình Phổ thì dẫn các tướng sĩ đến học vì Nguyên Tôn Quyền từ sau trận xích bích vẫn đóng quân tại gần hợp phì đánh nhau với quân tào lớn nhỏ đánh hơn chục trận thắng bại chưa phân quyền phải hạ chạy cách thành năm chục dặm không dám đóng gần thành nghe tin trình phổ kéo quân đến quyền mừng lắm thả ra ngoài dinh quý lão quân sĩ có tin báo lỗ túc đến quyền xuống ngựa đứng đợi túc thấy thế cuốn cuồng nhảy xuống ngựa thi lễ các tướng thấy Quyền kính trọng Lỗ Túc như thế, ai cũng ngạc nhiên. Quyền mời Túc lên ngựa, gióng cương cùng đi vào, bảo nhỏ Túc rằng. Ta xuống ngựa đón tiếp như thế, người đã thấy vẻ vang chưa? Túc nói, bẩm chưa Quyền hỏi, thế nào mới là vẻ vang? Túc đáp, chỉ mong Chúa Công uy đức bao trùm cả chín châu, gây thành đế nghiệp cho tôi được ghi tên vào che lụa mới là vẻ vang. Quyền vỗ thay cười ẩm lên, vào thế trướng, quyền mở đại tiệc khao thưởng các tướng sĩ và bàn việc đánh học phì. Trận có tin Trương Lưu sai người đưa chiến thư đến. Tôn Quyền mở thư ra xem, giận quá, nói. Trương Liêu khinh tả lắm, hắn thấy trình phổ vừa đem quân đến, nên cố ý cho người khiêu chiến ngày mai ta không cần đem quân mới ra chỉ dẫn quân cũ đánh một trận thật to xem làm sao lập tức truyền lệnh cho ba quân cánh ba đêm hôm ấy kéo sang thành hợp phì khoảng giờ thìn quân mã đi được nửa đường thì vừa gặp quân tàu hai bên dàn trận tôn quyền đội mũ trỏm vàng mặc áo giáp vàng nai nịt gọn ghẽ cưỡi ngựa ra trận bên tả có tống khiêm bên hữu có giả khoa cầm hai ngọn kích đứng hộ vệ giết ba hồi trống về phía trận quân tàu cửa cờ mở toang ba viên tướng nhung phục trình tề đứng đợi trường liều ở giữa lý điển bên tà nhạc tiến bên hữu trường liều tế ngựa ra trước thách tôn quyền quyết chiến quyền múa thương muốn ra thì thái sử từ đã vác giáo tế ngựa ra trước hai tướng đấu nhau bảy tám mươi hiệp chưa phân thắng bại lý điền bảo với nhạc tiến rằng trước mắt có một người đội mũ trỏm vàng đó là tôn quyền nếu bắt sống được hắn thì báo thù được cho tám mươi ba vạn đại quân của ta điền nói chưa dứt lời nhạc tiến một đao một ngựa nhanh như chớp cất lẻn lướt thẳng đến chỗ tôn quyền khoa đao chém xuống tống khiêm giả hoa, vội vàng, dơ họa kích ra đỡ. Tiến lia một nhát đao, hai ngọn kích gãy cụt, hai người chỉ còn hai cái cán kích, cứ nhè đầu ngựa mà vụt. Tiến quay ngựa chạy về. Tống Khiêm giật ngọn giáo ở trong tay quân sĩ đuổi theo. Lý Điển dương cung bắn giữa bụng Tống Khiêm. Tống Khiêm nhào luôn xuống ngựa. Thái sử từ nghe phía sau có người ngã ngựa. Liền bỏ Trương Lưu chạy về trận liều thừa thế đánh dấn vào quân ngô bối rối chạy tán loạn liều trông thấy tôn quyền thúc ngựa đuổi theo gần sát đến nơi thì một toán quân thọc ra đi đầu là trình phổ chặn đánh một trận cứu được tôn quyền trường liều thu quân về học về trình phổ bảo vệ tôn quyền về trại quân sĩ lục tục kéo về sau quyền thấy mất tống khiêm khóc ầm cả lên Trường sử là Trương Hoành nói rằng Chúa Công cậy thế hùng mạnh, coi thường quân giặc, để cho ba quân ai cũng dùng mình. Giả thử có chém được tướng, cướp được cờ, uy danh lừng lẫy chiến trường cũng là việc của một người tướng mọn chứ không phải việc Chúa Công. Xin Chúa Công hãy bỏ cái tính cậy khỏe của bôn hạ đi để nghĩ đạo vương bá mới phải. Và lại Tống Khiêm chết trong đám tiền đạn cũng vì Chúa Công khinh địch gây ra từ giày trở đi, mong chúa công giữ gìn cẩn thận mới được. Quyền tạ rằng, đó quả là lỗi tại ta, sẽ xin sửa chữa. Một lát thái sử từ vào chướng bầm rằng, tôi có một tên thủ hạ là Qua Định, có bà con với tên giám mã của Trương Liêu. Nhân tên này bị Liêu đánh mắng oán giận lắm. Chiều nay hắn sai người đến báo xin đốt lửa làm hiệu, đâm chết Trương Liêu để báo thù cho Tống Khiêm. Vậy tôi xin mang quân đến làm ngoại ứng. Quyền hỏi, qua định ở đâu? Nó đã lẻn vào trong thành hợp phì rồi. Tôi xin lĩnh 5.000 quân mã đi đây. Gia Cát Cẩn nói, Trường Liêu là người đa mưu, hắn tất phòng bị trước, không nên vội vàng. Quyền vì thương xót Tống Khiêm, nóng muốn báo thù, liền sai từ dẫn 5.000 quân làm ngoại ứng. Qua định nguyên là người làng với từ hôm ấy đi lẻn vào đám quân tàu theo về hợp về tìm thấy tên giám mã hai tên bản nhau qua định nói tôi đã sai người đi báo tin cho thái sử từ rồi đêm nay thế nào cũng đến tiếp ứng anh định kế hoạch ra sao tên giám mã nói chỗ này cách trung quân khá xa đêm khuya không kịp tới được chỉ nên ra đốt đống cỏ rồi anh chạy ra kêu ẩm lên là có bọn phiến loạn. Tất nhiên quân sĩ trong thành sẽ bối rối. Nhân đó giết chết Trường Liêu. Qua định nói. Kế ấy hay lắm. Đêm đó Trường Liêu thắng trận trở về. Khao thưởng ba quân. Rồi truyền lệnh cho tướng sĩ không được cởi áo giáp nằm nghỉ. Tả hữu bẩm. Hôm nay thắng trận quân ngô phải trốn xa cả. Sao tướng quân không cởi giáp nghỉ ngơi? Liêu nói, không phải rồi, khéo làm tướng đừng thấy được mà mừng, đừng thấy thua mà lo. Phòng thờ quân ngô đoán ta không phòng bị, thừa cơ đến đánh úp thì ta lấy gì chống lại. Vậy đêm nay ta phải cẩn thận hơn mọi đêm mới được. Liêu nói chưa dứt lời, thì mé sau chạy đã bốc cháy, tiếng kêu phản ầm mỹ. Người đến báo tin như mắc cười. Trương Liêu ra trướng lên ngựa gọi hơn chục tướng tá tâm phúc đứng chặn ngang đường. Tà hữu bẩm Đến dèo gấp lắm, hãy đến đó xem sao. Đều nói, không có lẽ toàn thành làm phản. Đó là quân phiến loạn, cố ý làm kinh động quân sĩ đây thôi. Nếu ai xôn xao thì chém. Được một lát, Lý Điền bắt được qua định và tên giám mã dẫn lại. Liêu tra khảo biết rõ được mưu mô, lập tức chém hai tên ấy ở trước ngựa lại nghe thấy ngoài thành đánh trống khua chiêng hò reo inh ỏi cả lên điều nói đây hẳn là quân ngô đến làm ngoại ứng ta nên nhân kế của địch mà phá liền sai người đốt một đám lửa ở trong thành gieo hò làm phản rồi mở toang cửa thành ra buông cầu treo xuống thái sử từ thấy cửa thành mở toang chắc có nội biến vội vác giáo tế ngựa xông vào trước bỗng trong thành nổ một tiếng pháo tên bắn xuống như mưa. Từ vội vã rút lui thì mình đã bị trúng mấy mũi tên. Sau lưng lại có lý điển nhạc tiến đuổi đánh. Quân ngô tổn hại quá nửa. Hai tướng thừa thế đuổi đến tận cửa chạy. Lục tốn đồng tập đổ ra cứu tử. Lúc ấy quân tào mới chịu rút về. Tôn quyền thấy thái sử tử bị tên đau nặng lại càng thương cảm. Trường Chiêu khuyên Tôn Quyền bãi binh, Quyền nghe lời, thu quân xuống thuyền kéo về Nam Từ, Nhuận Châu. Từ bị thương nặng, Quyền sai Trương Chiêu đến thăm. Từ kêu to lên rằng, Đại trượng phu xin trong đời loạn, nên đeo ba thước gươm, lập nên công trạng bất hổ. Này chưa thỏa chí, sao đã chết thế này? Từ kêu xong thì mất, mới có 41 tuổi. Người sau có thơ rằng, Thái sử từ Đông Lai, trung hiến vẹn cả hai, danh tiếng vang thiên hạ, cùng ngựa tỏ nghề tài. Bắc Hải đền ơn khách, thần đình mãi đánh đai, lâm trung còn khẳng khái, ai ai cũng cảm hoài. Tôn Quyền nghe tin tử mất, thương xót vô cùng, sai làm ma to, táng ở núi Bắc Cố, quận Nam Tử, rồi đem con tử là Thái Sử Hanh về nuôi trong phủ nhắc đến Huyền Đức ở Kinh Châu, nghe tin Tôn Quyền thua ở Học Phì, rút về Nam Từ, liền mời Khổng Minh vào bàn bạc. Khổng Minh nói, ban đêm tôi xem thiên văn, thấy mé Tây Bắc có một ngôi sao xa xuống đất, tất thiệt mất người hoàng tộc. Đang bàn chuyện thì có tin công tử Lưu Kỳ tạ thế. Huyền Đức được tin thương khóc thê thảm. Khổng Minh khuyên giải rằng, Người ta sống chết có số, Chúa Công không nên sầu não, có hại đến sức khỏe. Xin hãy giải quyết việc lớn là cho người sang đó quay giữ thành trì và lo liệu việc tang. Huyền Đức hỏi, nên sai ai đi? Không minh thưa, việc ấy không có vân trường không xong. Liền sai vân trường cất quân đến chấn thủ tương dương. Huyền Đức lại hỏi, nay Lưu Kỳ đã mất, đồng ngô tất lại đòi Kinh Châu, thì ăn nói ra sao? Khổng Minh nói, có người lại, tôi sẽ có cách đối phó. Được nửa tháng, có tin báo lỗ túc ở Đông Ngô đến viếng tang. Đó là, giàn mưu nghĩ mẹo sẵn sàng, chỉ chờ Ngô Sứ bước sang đối lời. Chưa biết Khổng Minh đối đáp ra làm sao, xem đến hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ 54 Ngô Quốc Thái đến chùa xem rể hiền. Lưu Hoàng Thúc động phòng cưới vợ mới. Đầy nói, Khổng Minh nghe tin lỗ túc đến, liền cùng huyền Đức ra tiếp vào dinh. Chào hỏi xong, lỗ túc nói. Chúa công tôi nghe tin công tử mất, sai tôi đem chút lễ mọn đến kính viếng. Chủ đồ đốc tôi cũng ân cần gửi lời thăm Hoàng Thúc và gia cát thiên sinh. Huyền Đức Khổng Minh đứng dậy tạ ơn, nhận lấy lễ vật rồi đặt tiệc khoản đãi. Túc nói, Trước kia Hoàng Thúc đã hứa, khi nào công tử mất thì trả lại Kinh Châu. Này công tử qua đời rồi, chưa biết ngày nào Hoàng Thúc mới trao trẻ. Huyền Đức nói, Mời ông hãy uống rượu, tôi xin thừa chuyện sau. Túc uống gượng vài chén, lại hỏi. Huyền Đức chưa kịp trả lời. Khổng Minh sầm mặt lại, nói. Tử kính thật không biết điều. Cứ đợi người ta phải nói. Từ khi cao hoàng đế chém rắn khởi nghĩa, khai cơ lập nghiệp truyền đến bây giờ, chẳng may gian hồn nổi dậy, mỗi người chiếm cứ một phương. Nhờ có lòng trời, thiên hạ lại trở về chính thống. Chúa công tôi là dòng dõi Trung Sơn, tĩnh vương. Cháu vua Hiếu Cảnh lại là chú của đương kim hoàng đế. Có lẽ đâu không được mảnh đất phong nào. Và lại Lưu Cảnh Thăng là anh chúa công tôi. Thế thì em nối nghiệp anh có việc gì là không được. Chủ của ông chẳng qua là con một người tiểu lại ở tiền đường. Xưa nay có công đức gì với triều đình đâu. Này cậy sức mạnh, chiếm giữ sáu quận, tám mươi châu rồi. Sao lòng tham không đáy, còn muốn nuốt cả đất nhà Hán à? Thiên hạ của họ lưu Chủ tôi họ lưu, không được phần nào. Chủ ông họ tôn lại muốn tranh cướp, thế còn ra nghĩa lý gì? Huống chi trận xích bích, chủ tôi cũng tốn bao nhiêu công sức. Các tướng cũng đều khó nhọc cả. Chưa có phải một mình đông ngô của ông làm nổi đâu. Nếu tôi không mượn giúp cho gió đông nam, thì chu du sao có dùng được kế? Giang nam bị phá, chẳng những hai nàng kiều phải nhốt ở đài đồng tước và ngay vợ con các ông cũng khó toàn được. Mới rồi, chúa công tôi không nói ngay. Cũng tưởng ông là người cao minh, chẳng cần nói nhiều. Sao ông không biết nghĩ thế? Bị khổng minh nói một hồi. Lỗ túc ngồi im thiên thít, không nói được câu nào. Một lúc lâu mới đáp. Tiền sinh nói cũng có lý. Nhưng đối với tôi, có nhiều điều không tiện. Khổng minh hỏi không tiện ở chỗ nào. Túc đáp. Khi xưa Hoàng Thúc bị khốn ở Nam Dương, chính Túc này dẫn tiên sinh đến ra mắt chú Công tôi. Về sau, chu Công Cẩn định cất quân lấy Kinh Châu. Tôi lại ngăn được. Đến việc Hoàng Thúc hứa đợi khi nào công tử qua đời sẽ trả Kinh Châu. Tôi lại cũng gánh vác cho nốt. Này Hoàng Thúc lại không giữ lời hứa. Bảo tôi về ăn nói làm sao bây giờ? chủ tôi và công cần tất nhiên bắt tội tôi tôi có chết cũng không oán hận chỉ sợ đông ngô bực tức giấy động can qua thì hoàng thúc cũng chả ngồi yên được ở kinh châu thành ra chỉ bày trò cười cho thiên hạ đó thôi không minh nói tào tháo cầm quân trăm vạn hơi một tí cũng mượn tiếng thiên tử tôi cũng còn chẳng coi ra mùi gì huống nữa là chu công cần để ông khỏi mất thể diện, tôi xin khuyên chúa công tôi lập văn tự, mượn kinh châu làm vốn, đợi khi nào lấy được chỗ khác sẽ đem kinh châu trả lại đông ngô. Ý kiến ông thế nào? Tôi hỏi. tiên sinh đợi lấy được chỗ nào rồi mới trả kinh châu cho đông ngô tôi. Khổng Minh đáp: Trùng Nguyên chưa dễ đã lấy được, chỉ có Lưu Trương ở Tây Xuyên hèn yếu lắm. Chủ tôi sẽ tính. Nếu lấy được Tây Xuyên, thì sẽ trả Kinh Châu cho Đông Ngô. Túc không sao được, đành phải nghe vậy. Huyền Đức viết một tờ văn tự, ký tên xong. Khổng Minh cũng ký tên làm chứng, rồi nói với Lỗ Túc rằng, Tôi là người nhà Hoàng Thúc, không lẽ ai trong nhà lại bảo lãnh cho nhau. Vậy phiền tử kính cũng ký tên vào đây, đem về ngô hầu xem cho chắc chắn. Túc nói, Tôi tin Lưu Hoàng Thúc là người nhân nghĩa, chắc không nỡ phụ nhau. Nói xong, bèn ký tên và nhận lấy văn tự. Tiệc tan, lỗ thúc từ biệt ra về. Huyền Đức Khổng Minh tiễn ra tận bến thuyền. Khổng Minh dặn rằng, Từ kính về nói với Ngô Hầu cho khéo, đừng có nghĩ càn. Nếu không nhận văn tự đó, chúng ta trở mặt thì cả 81 châu Giang Nam cũng bị mất nốt đó. Nay chỉ cốt hai nhà hòa thuận với nhau, cho nên để cho giặc tàu chia cười. Túc cáo biệt xuống thuyền về thẳng Sài Tang, trước ra mắt Chu Du, Du hỏi, Tử kính đòi Kinh Châu ra sao? Túc đáp, có văn tự đây. Nói rồi đưa văn tự chỉnh Chu Du, dù dẫm chân xuống đất nói rằng Thử kính bắt lửa ra cát lượng rồi. Tiếng là họ mượn đất, kỳ thật họ trực nuốt không. Họ nói lấy được Tây Xuyên để trả. Giả thử 10 năm chưa lấy được thì 10 năm cũng không trả hay sao? Văn tự thế thì có giá trị gì mà ông cũng ký tên bảo lãnh. Nếu họ không trả chắc sẽ liên lụy đến ông. Và chúa công bắt tội thì ông làm thế nào? Túc ngồi ngẩn ra một lúc rồi đáp. Huyền Đức chắc không phụ tôi đâu. Dù nói, tử kính thật thà quá. Không biết lưu bị, kiêu hùng, ra cát lượng gian dảo Bọn họ chả ngay thật như bụng dạ ông đâu. Túc nói, nếu thế tôi biết nghĩ làm sao bây giờ. Dù nói, tử kính là người có ân với ta. Nhớ khi tặng cho ta vựa thóc, lẽ đâu ta chẳng cứu ông hãy khoan tâm để thư thả vài hôm. Đợi người đi do thám Giang Bắc về đây xem thế nào, ta sẽ có kế sau. Đỗ Túc tỏ vẻ sợ hãi, không được yên tâm. Qua vài hôm, quân do thám về báo. Trong thành Kinh Châu cắm nhiều cờ trắng, ngoài thành mới xây một nấm mồ mới, quân sĩ đều mặc đồ tang. Dù ngạc nhiên hỏi, ai chết thế? Quân do thám đáp, Cam phu nhân mới mất, bên ấy đang sửa soạn ma chay. Dù bảo lộ túc rằng, kế ta nhất định thành công. Phe này quyết làm cho Lưu Bị phải bó tay chịu chói. Kinh Châu lấy lại dễ như trở bàn tay thôi. Túc hỏi, kế ra làm sao? Du đáp, Lưu Bị chết vợ, tất nhiên phải lấy vợ khác. Chúa Công có cô em gái can trưởng lắm luôn luôn có vài trăm thị tỳ cắp gươm hầu bên cạnh. Trong phòng lại bày la liệt đủ thứ vũ khí, ngay đàn ông cũng không giỏi bằng. Ta dừng thư lên chúa công, xin cho người sang Kinh Châu làm mối, dụ lưu bị sang đính hôn, rồi lừa hắn đến Nam Tử, không gả người cho mà bắt giam lại. Đoạn sai người đến đòi Kinh Châu, đánh đổi lưu bị. Khi nào lấy được Kinh Châu, ta sẽ lại liệu. Như thế từ kính cũng không phải lo gì nữa. Lỗ túc bái tạ. Chu Du bèn viết thư, chọn thuyền tốc hành đưa lỗ túc sang Nam Từ ra mắt tôn quyền. Đến nơi trước hết túc trình bày việc Kinh Châu và đưa tờ văn tự lên. Quyền nói, sao người hồ đồ thế? Cái thứ văn tự này dùng được việc gì? Túc nói, Đồ đốc có thư để trình bảo dùng cái đó thì sẽ lấy lại được kinh châu quyền xem xong gật đầu mừng thầm nghĩ bụng ai có thể đi được nhỉ rồi sực nhớ ra quyền nói chỉ có lã phạm mới làm nổi việc này liền cho gọi lã phạm vào bảo rằng ta nghe lưu huyền đức mới quá vợ ta có người em gái muốn kén y làm rể kết thân với nhau, đồng tâm phá tạo để giúp nhà Hán. Ngoài tử hành ra, không ai có thể làm nổi được. Mong người sang ngay Kinh Châu cho ta. Lã Phạm vâng mệnh, thu xếp thuyền bè, mang theo mấy tên tùy tùng thẳng tới Kinh Châu. Lại nói, huyền Đức từ khi mất cam phu nhân, ngày đêm buồn giàu. Một hôm đang ngồi nói chuyện với Khổng Minh, sự có tin báo Đông Minh sai lã phạm đến khổng minh cười nói đây lại là mưu mô gì của chu du về chuyện kinh châu thôi tôi ngồi nghe ở sau bình phong sứ giả có nói việc gì chúa công cứ việc nhận lời và giữ họ nghỉ ngơi ở nhà khách rồi sau sẽ hay huyền đức cho mời lã phạm vào chào hỏi xong trả nước đâu đấy huyền đức hỏi Tự hành lại đây chắc có việc gì dạy bảo Phạm nói. Tôi nghe Hoàng Thúc thất ngẫu. Này có một nơi xứng đáng lắm, nên mạnh dạn sang đây làm mối. Chưa biết ý Hoàng Thúc thế nào. Huyền Đức nói. Nở đời quá vợ là sự rất không may. Này nấm mồ còn chưa xanh cỏ. Sao dám vội bàn chuyện lấy vợ được? Phạm nói. Người ta có vợ như nhà có kèo không nên nửa chừng bỏ đạo nhân luân. Chúa công tôi có một cô em gái có nhan sắc lại hiền hậu, có thể nâng khăn sửa túi đỡ ngài được. Nếu hai nhà kết thân tần tấn với nhau, thì giặc tàu chắc không dám nhìn ngó đến phía đông nam này nữa. Việc này công tư đều vẹn cả. Xin hoàng thúc chớ ngại. Xong, ngô quốc thái tôi yêu thương cô gái út lắm. Không muốn gả chồng xe, chỉ muốn mời Hoàng Thúc sang Đông Ngô làm lễ thành thân. Huyền Đức nói, Việc này Ngô Hầu có biết không? Phạm đáp, Chưa bẩm với Ngô Hầu, có đâu tôi dám đến đây. Huyền Đức nói, Ta đã nửa đời người, đầu tóc hoa dâm, em gái Ngô Hầu đang độ son trẻ, e không xứng đôi phải lứa. Em Ngô Hầu tuy là con gái nhưng chí khí hơn cả Nam Nhi. Cô ấy thường nói, không phải người anh hùng nhất thiên hạ, ta không thèm lấy. Hoàng Thúc tiến tầm lừng lẫy cả bốn bè chính là thục nữ sánh với người quân tử, có ngại gì tuổi nhiều hay ít. Huyền Đức nói, vậy ông hãy ở chơi đây, đến mai sẽ xin nói lại. Hôm ấy, Huyền Đức mở tiệc khoản đãi lã phạm, rồi lưu lại nhà khách. Đến tối, Huyền Đức bàn với Khổng Minh. Khổng Minh nói, Ý tứ của họ thế nào, tôi đã biết cả rồi. Tôi vừa bói dịch được một quẻ đại cát. Chúa Công cứ việc nhận lời đi. Mai nên sai tôn càn, đi theo lã phạm sang, thưa chuyện với ngô hầu. Hứa hẹn xong rồi, ta sẽ chọn ngày sang cưới. Huyền Đức nói, Chú Sù lập mưu muốn hại ta, sao ta lại đem mình vào nơi nguy hiểm? khổng minh cười nói chu du tuy giỏi dùng mưu nhưng che sao được mắt tôi tôi chỉ dùng một chút mẹo nhỏ khiến chu du không thò được ngón gì mà em gái ngô hầu lại về tay chúa công kinh châu cũng vững như bàn thạch huyền đức vẫn còn hoài nghi khổng minh sai ngay tôn càn cứ việc sang giang nam nói việc hôn nhân tôn càn vâng mệnh cùng đi với lã phạm sang ra mắt tôn quyền quyền nói ta muốn gả em gái cho huyền đức chứ không có bụng dạ nào khác tôn càn lạy tả về thư chuyện lại với huyền đức nói ngô hầu chỉ mong chúa công sang làm lễ thành hôn huyền đức ngại ngùng không muốn đi khổng minh nói tôi đã định sẵn ba kế việc này phi tử long đi không xong bèn gọi từ long đến cạnh ghé tai dặn rằng người bảo vệ chúa công sang đông ngô nên nhận lấy ba cẩm nang này trong có ba kế rất hay cứ theo thứ tự mà làm nói rồi đưa ba cẩm nang cho vân giấu kỹ trong người đoạn khổng minh sai người sang đông ngô dâng lễ cưới trước lễ vật đầy đủ không thiếu thứ gì tháng mười mùa đông Năm Kiến An thứ 14, Huyền Đức cùng với Triệu Vân, Tôn Càn thu xếp chục chiếc thuyền tốc hành, mang theo 500 quân sĩ rời Kinh Châu sang Nam Từ. Mọi việc ở Kinh Châu đều giao cho Khổng Minh trông coi. Huyền Đức trong lòng lo lắng không yên. Khi thuyền đã đến Nam Từ, Vân tự nhủ: "Quân sư cho ba kế hay, dặn cứ thứ tự làm theo." nay đã đến đây, phải mở túi thứ nhất ra xem mới được. Vân bèn mở túi thứ nhất ra xem. Xem xong, Vân gọi 500 quân sĩ dặn bảo các việc, lại nói với Huyền Đức vào ra mắt Kiều Quốc lão trước. Cụ này nguyên là cha hai nàng Kiều, nhà ở Nam Từ. Huyền Đức mang dê và rượu vào bái kiến Quốc lão. Thuật lại việc Lã Phạm sang làm mối tôn phu nhân năm trăm quân sĩ người áo thắm kẻ quần điều tấp nập ra phố mua bán đồ vật nói toang lên rằng huyền đức vào làm rẻ đông ngô mọi người trong thành đều biết cả chuyện tôn quyền thấy huyền đức đã đến sai lã phạm ra đón tiếp mời đến nhà khách nghỉ ngơi đây nói kiểu quốc lão gặp huyền đức xong vào ngay trong cung chúc mừng bà ngô quốc thái quốc thái hỏi có việc gì mà mừng kiều quốc lão đáp cô em đã gả cho huyền đức làm phu nhân nay chàng rể đã sang đây rồi sao còn giấu tôi quốc thái ngạc nhiên nói quả thật tôi không biết gì hết lập tức một mặt quốc thái cho gọi ngô hầu lại hỏi xem hư thực ra sao một mặt cho người ra phố xá nghe ngóng tình hình mọi người về đều nói rằng Quả có việc ấy thực. Tân Lang đã nghỉ ở nhà khách. 500 quân sĩ đi theo đang tiếu tít mua sắm dê lợn, hoa quả để sửa lễ kết hôn. Bên nhà gái thì lã phạm, bên nhà trai thì tôn càn. Hai người làm mối hiện đã ở cả nơi nhà khách tiếp đãi nhau. Quốc Thái giật mình. Một lát tôn quyền vào. Quốc Thái cứ đấm bụng khóc ẩm lên. Quyền hỏi sao mẫu thân phiền não thế cuộc thái nói mày thật không coi tao ra gì nữa rồi khi chị ta lâm trung dặn lại mày những câu gì nào quyền thất kinh hỏi mẫu thân có điều gì cứ cho con biết sao lại khổ sở như vậy cuộc thái nói trai khôn dựng vợ gái lớn gả chồng vẫn là lẽ thường xưa nay tao là mẹ mày có việc gì cũng phải nói với tao trước mới phải chứ. Này, mày đem em gái gả cho Lưu Huyền Đức, sao mày lại giấu tao? Con gái phải quyền ở tao chứ. Quyền giật mình, hỏi. Mẫu thân nghe chuyện này ở đâu? Quốc Thái nói. Trừ phi không làm thì mới không biết thôi. Này trăm họ trong thành, ai ai cũng biết cả, mày lại còn giấu giếm gì? Kiều Quốc Lão nói Lão biết việc này đã mấy hôm nay rồi. Nay vào mừng đấy. Quyền nói. Không phải đâu. Đó là kế của chu Du. Vì muốn lấy Kinh Châu. Cho nên mượn tiếng như thế. Cốt lửa lưu bị đến đây. Bắt giam lại. Đổi lấy Kinh Châu. Nếu không nghe thì giết đi. Đó là mưu kế chứ không phải là sự thật. Quốc Thái nổi giận. Mắng chu Du rằng. Người làm đại đô đốc sáu quận. 81 châu Không nghĩ được một mưu gì để lấy kinh châu Mà phải mượn tiếng con gái bà Dùng kế mỹ nhân Lưu bị giết Con bà chưa chồng Mà té ra mang tiếng quá bụa Còn ai lấy nữa Có phải lỡ cả một đời con gái bà không Thế cũng đòi lập mưu với lập mẹo Kiều quốc lão nói Nếu dùng kế ấy Dù có lấy lại được kinh châu Cũng bị thiên hạ chê cười thôi Tôn Quyền ngồi im thiên thiết. Quốc Thái thì cứ chửi mắng chu du không ngớt miệng. Kiều Quốc Lão can rằng. Việc đã lỡ ra thế này rồi. Nhưng xét Lưu Huyền Đức cũng là tôn thân nhà Hán. Chỉ bằng gả đi, kẻo mang tiếng xấu. Quyền nói. E không vừa đôi phải lứa. Kiều Quốc Lão nói. Lưu Hoàng Thúc là hào kiệt đời nay. Nếu kén được người rẻ ấy cũng xứng đáng không nhục gì cô em đâu quốc thái nói ta chưa biết mặt lưu hoàng thúc ra sao ngày mai mời đến chùa cam lộ cho ta xem mặt nếu không vừa ý ta thì mặc mọi người muốn làm thế nào thì làm nếu vừa ý thì ta gả con gái cho hoàng thúc cũng được tôn quyền vốn là người chí hiếu thấy mẹ nói thế liền vâng lời trở ra gọi lã phạm bảo ngày mai mở một tiệc yến ở nhà phương trượng chùa Cam Lộ để quốc thái xem mặt lưu bị. Lã Phạm nói, sao không sai giả hoa phục sẵn 300 quân đao phủ ở hai bên hành lang? Hệ thấy quốc thái có ý không bằng lòng, thì nổi một tiếng hiệu cho quân phục đổ ra mà trói lưu bị lại. Quyền y lời, bảo giả hoa sắp sẵn mọi việc đâu đấy. Chỉ chờ xem ý quốc thái ra sao mà thôi lại nói kiều quốc lão từ biệt quốc thái trở về sai người báo tin cho huyền đức ngày mai ngô hầu và quốc thái thân đến gặp mặt vậy phải để ý cẩn thận huyền đức bàn với tôn càn và triệu vân vân nói buổi hội ngày mai giữ nhiều lành ít tôi xin dẫn năm trăm quân đi bảo vệ hôm sau ngô quốc thái và kiều quốc lão trước đến chùa Cam Lộ, vào nhà phương trượng ngồi chơi. Tôn Quyền dẫn một ban mưu sĩ cũng đến, sai lã phạm ra nhà khách mời Huyền Đức. Huyền Đức mặc áo giáp nhỏ ở trong, ngoài khoác cầm bào. Các tùy tùng đeo kiếm đi theo, lên ngựa thẳng tới chùa Cam Lộ. Triệu Vân mặc giáp, nai nịt gọn ghẽ, dẫn 500 quân bảo vệ. Huyền Đức đến cửa chùa xuống ngựa, vào ra mắt tôn quyền trước. Quyền thấy huyền đức diện mạo phi thường, đã có ý hoảng sợ. Hai bên chào hỏi nhau rồi, vào nhà phương trượng ra mắt quốc thái. Quốc thái thấy huyền đức mừng lắm, nói với kiểu quốc bảo, Người này thật đáng rẻ ta lắm. Quốc lão nói, huyền đức có dáng như rồng như phượng, uy nghi đường bệ và lại nhân nghĩa dội khắp thiên hạ. Quốc thái được rẻ hiền như thế, thật đáng chúc mừng. Huyền Đức lạy tà, cùng ăn yến ở nhà trong phương trưởng. Một lát tử long đeo gươm đi vào, đứng bên cạnh Huyền Đức. Quốc thái hỏi người nào? Huyền Đức bẩm, đó là Triệu Vân ở Thường Sơn Quốc Thái nói, có phải là tướng cứu được A Đậu ở trận Đương Dương, Trường Bản đó không? Huyền Đức nói Bẩm chính phải à Quốc Thái khen Thế mới thực là tướng quân chứ Nói rồi ban cho Triệu Vân một cốc rượu Vân bảo Huyền Đức rằng Tôi vừa đi ra xem xét ngoài hành lang Thấy có quân đào phủ mai phục trong phòng Tất nhiên có chuyện chẳng lành Chúa Công nên kêu với Quốc Thái Huyền Đức liền đến quỳ trước mặt Quốc Thái Khóc mà nói rằng Quốc Thái nhược bằng muốn giết Lưu Bị thì bị xin ra đây để chịu chết à? Quốc Thái hỏi: Sao lại thế? Huyền Đức thưa: Quân đào phủ mai phục hai bên hành lang, không có ý giết bị thì để làm gì ạ? À? Quốc Thái nổi giận, mắng Tôn Quyền rằng: Này Huyền Đức đã là rể ta thì cũng như con ta, sao dám phục quân để mưu hại? Quyền chối không biết gọi lã phạm ra hỏi phạm lại đổ cho giả hoa hoa nín lặng quốc thái sai tả hữu lui ra chém huyền đức can rằng trong việc vui mừng không nên chém đại tướng nếu chém đại tướng thì việc kết thân sẽ bất lợi bị này khó lòng ở đây lâu để hầu hạ quốc thái Kiều quốc lão cũng khuyên can quốc thái mới mắng đuổi giả hoa ra quân đao phủ tên nào tên ấy ôm đầu lùi thổi chạy cả huyền đức trở ra ngoài thay áo đến trước sân chùa huyền đức thấy có một hòn đá to liền rút thanh gươm của tên lính hầu ngẩng mặt lên trời khấn rằng tôi là lưu bị nếu trở về được kinh châu lập nổi nghiệp vương bá thì xin chém hòn đá này một nhát vỡ ra làm đôi nhược bằng số tôi chết ở đây thì đá không vỡ. Huệ Đức khấn đoạn, cầm thanh gươm chém xuống, nảy tóe lửa, hòn đá vỡ ra làm hai mảnh. Tôn Quyền ở mé sau trông thấy, bèn hỏi rằng, Huệ Đức giận gì hòn đá thế? Huệ Đức nói, tôi đã ngót năm chục tuổi đầu, không trừ được giặc giã cho nước trong lòng buồn bực lắm. Này nhỏ quốc thái thương yêu cho làm rẻ, thật là một việc kỳ ngộ. Tôi lấy làm thỏa chí bình sinh. Vừa rồi tôi khấn trời bói một quẻ. Nếu phá được tàu, hưng được hán, thì chém vỡ hòn đá. May sao quả nhiên như nguyện. Quyền nghĩ thầm. Phải chăng huyền đức bịa ra để nói dối ta chăng? Bèn cũng cầm một thanh gươm bảo huyền đức rằng. Tôi cũng xin trời một quẻ, nếu phá được giặc tàu cũng chặt hòn đá này vỡ làm đôi rồi quyền khấn lầm rầm nếu lấy được kinh châu hưng vượng đông ngô thì xin chém hòn đá này vỡ làm hai mảnh quyền liền vung kiếm chém một nhát hòn đá ấy lại toác ra làm hai mảnh đến bây giờ vẫn còn di tích hòn đá có viết chữ thập gọi là hòn đá căm hờn Người sau thăm nơi danh tháng đó vị thơ rằng, Tảng đá trơ trơ trước Phật Đài, gươm đưa một nhát toác làm đôi, quả nhiên hai nước cùng hưng vượng, thiên hạ chia ba bởi mệnh trời. Hai người cùng bỏ gươm xuống, dắt nhau vào tiệc, lại uống thêm vài tuần rượu nữa. Tôn Càn đưa mắt cho huyền Đức, huyền Đức mới từ tạ rằng, Tôi không uống được nhiều rượu xin cao thoái tôn quyền tiễn ra trước cửa chùa hai người đứng ngắm phong cảnh sông núi huyền đức khen rằng đây mới thực là giang sơn bậc nhất trong thiên hạ đến nay trong chùa cam lộ có bức hoàng đế mấy chữ thiên hạ đệ nhất giang sơn người sau có đề một bài thơ rằng núi non chen trúc ốc xanh trồng phong cảnh nhìn xem cũng lạ lùng. Nào chỗ anh hùng chơi thùa trước, hẳn nơi sườn núi tựa dòng sông. Trong khi hai người đang đứng ngắm nghía, bỗng nhiên trời nổi gió to, dưới sông sóng dâng cuồn cuộn, cho thấy một chiếc thuyền nhỏ đi trên mặt nước vững vàng như đi trên cạn. Huyền Đức than rằng, đất Bắc cưỡi ngựa, miền Nam bơi thuyền, quả nhiên có thế thật. Tôn Quyền nghe nói, nghĩ rằng, Huyền Đức có ý khinh ta, không biết cưỡi ngựa chăng? Lập tức sai người, dắt ngựa đến, nhảy phát lên, tế xuống chân núi, rồi lại phi lên tận đỉnh núi, cười bảo Huyền Đức rằng, Người miền Nam không biết cưỡi ngựa sao? Huệ Đức nghe nói làm vậy, cũng vén áo nhảy lên ngựa, phi xuống núi rồi lại phi lên. Hai người kìm ngựa, đứng trên đỉnh núi, dơ roi cười cười nói nói với nhau vì thế chỗ ấy gọi là gò trụ mã người sau có thơ rằng rặng đá quanh co ngựa ruổi rong rừng cương đỉnh núi ngắm non sông đông ngô tây thục nên vương bá trụ mã nghìn thu vững tựa đồng khi ấy hai người lại sóng đôi ngựa trở về nhân dân nam từ ai nấy đều nức nở khen ngợi. Huyền Đức về nhà khách, bàn với Tôn Càn. Càn nói, Chúa Công nên nói với kiểu quốc lão, xin thành hôn cho mau, kéo lại sinh chuyện gì chắc. Huyền Đức nghe lời, hôm sau lại đến nhà kiểu quốc lão. Quốc lão mời vào, thi lễ và nước nuôi xong. Huyền Đức bẩm rằng, Nhiều người bên Giang Tả đều muốn hại tôi. Tôi e không ở lại đây lâu được quốc lão nói ông hãy yên tâm để tôi nói với quốc thái chu toàn cho huyền đức lạy tạ ra về kiều quốc lão vào gặp quốc thái nói huyền đức sợ người mưu hại cứ nàng nạc đòi về quốc thái nổi giận nói con rẻ ta đó ai dám giết nó nào lập tức sai người ra mời huyền đức dọn dẹp vào ở tạm phòng sách chọn ngày làm lễ cưới Huyền Đức vào bẩm với quốc thái rằng Còn Triệu Vân ở ngoài không tiện, quân sĩ không có ai đốn đốc. Quốc thái cho vào ở cả trong phủ, kẻo ở ngoài nhà khách lại sinh chuyện. Huyền Đức mừng thầm. Vài hôm sau, quốc thái kén được ngày lành tháng tốt, mở tiệc rất to, rồi cho tôn phu nhân cùng với Huyền Đức làm lễ thành hôn. Đến chiều tối, khách hứa tan đâu về đấy hai hàng đuốc hoa đỏ ối xoay dẫn cho huyền đức nhập phòng dưới ánh đèn thấp thoáng huyền đức chỉ thấy gươm giáo tua tủa hai bên thị nữ kẻ thì cắp gươm người thì vác kích huyền đức sợ mất hồn thế là hoàng trung thị nữ đeo gươm đứng cứ tưởng đông ngô đặt phục binh chưa biết duyên cớ ra sao xem đến hồi sau sẽ hiểu Hồi thứ 55 Huyền Đức khéo léo nói khích tôn phu nhân Khổng Minh hai phen chiêu tức Chu Công Cần Lại nói Huyền Đức trông thấy trong phòng tôn phu nhân Hai bên giáo mát tua tủa Thị tỳ lại toàn đeo gươm đứng hầu Hồn vía rụng rời Mụ quản gia bước ra thưa Quý nhân đừng sợ hãi Phu nhân tôi từ thủ bé vốn thích nghề võ thường thường vẫn xài thị tỳ đấu gươm giúp vui cho nên có quang cảnh ấy huyền đức nói đó không phải là những đồ của phu nhân chơi ta khiếp sợ lắm hãy bỏ đi thôi mụ liền vào bẩm với tôn phu nhân tần làng trông thấy khí giới có vẻ không an tâm xin hãy cho cất cả đi phu nhân cười tủm tỉm nói rằng trình chiến đã quá nửa đời người cũng còn sợ gươm giáo à nói đoạn sai bò cả đi và bảo thị tỳ cởi gươm ra đứng hầu đêm hôm ấy huyền đức thành thân với tôn phu nhân tâm đầu ý hợp lắm huyền đức lại phát vàng lụa cho các thị tỳ để gây cảm tình rồi sai tôn càn về kinh châu báo tin mừng từ bữa ấy yến tiệc luôn mấy hôm Quốc Thái yêu mến vô cùng. Tôn Quyền sai người đến xài tang, báo tin cho Chu Du biết rằng, Việc đó là mẫu thân ta chủ trương cả. Mẫu thân ta đã đem em gái ta gả cho Lưu Bị rồi. Không ngờ chuyện giả hóa thật, bây giờ định liệu làm sao? Chu Du được tin giật mình, đứng ngồi không yên, liền nghĩ ra một kế vội viết mật thư sai người dâng lên tôn quyền. Quyền mở thư xem, trong thư nói. Việc mới rồi, không ngờ xảy ra điên đảo như vậy. Này đã chuyện giả hóa thật, phải lợi dụng dịp này mà dùng kế khác mới xong. Liêu Bị đã là bậc kiêu hùng, lại có quan, trương, triệu vân làm tướng, ra cát lượng bày mưu lập mẹo. Chắc không phải là người chịu hèn mãi đâu theo ý tôi, chi bằng hãy giam lòng hắn ở Đông Ngô. Ta sửa sang cửa nhà cho lộng lẫy, làm nhụt chí khí của hắn đi. đưa vào nhiều gái đẹp và những đồ quý báu, khiến hắn mê mải cuộc vui, nhà tình cũ với quan trương, quên bỏ ra cát lượng, mỗi người một nơi. rồi ta sẽ đem quân sang đánh. thế nào việc lớn cũng thành công. nếu thả về ngay e rằng giao long gặp được mưa gió không khi nào chịu chết già trong ao tù nữa đâu xin chúa công xét cho kỹ quèn xem thư xong đưa cho trương chiêu chiêu nói mẹo của công cẩn cũng hợp với ý tôi liêu bị xuất thân hàn vi long đong bốn bề chưa được nếm mùi phú quý bao giờ Này, nếu cho hắn ở cửa cao nhà rộng lắm tiền nhiều bạc, hầu non gái đẹp, ra vào nâng giấc, tất nhiên hắn sẽ không tưởng gì đến khổng minh, quan, trương nữa. Khiến bọn đó đâm ra oán tức, có thế thì ta mới tính được Kinh Châu. Chúa Công nên theo mẹo công cẩn mà làm ngay đi. Quyền mừng lắm, lập tức sai sửa sang tòa đông phổ, trồng cây cối hoa cảnh cực kỳ đẹp, bày biện đồ đạc tương thất, rồi mời huyền đức và em gái sang ở cả đó. Lại kén hàng chục con hát cực hay và các đồ vàng ngọc gấm vóc đem lại. Cuộc thái tưởng là tôn quyền có lòng tốt, lấy làm hả dạ lắm. Quả nhiên, huyền đức mê mải nhạc hay sắc đẹp, không tưởng gì việc trở về Kinh Châu nữa. Triệu Vân và 500 quân sĩ ở riêng một nhà cạnh đông phổ nhàn rỗi cả ngày, chỉ ra ngoài thành phóng ngựa săn bắn chơi bời ngày tháng thấm thoát đã gần hết năm triệu vân sực nhớ khổng binh trao cho ba cái túi gấm có dặn thoạt tiên đến nam từ thì mở túi thứ nhất cuối năm mở túi thứ hai đến khi nào nguy cấp không có đường chạy thì mở nốt cái túi thứ ba trong túi có mẹo xuất quỷ nhập thần bảo toàn được chúa công về tới nhà này đã sắp hết năm rồi chúa công thì cứ ham mê nữ sắc không trông thấy mặt lúc nào sao không mở túi thứ hai xem kế mà làm vân liền mở túi ra xem biết được mưu mẹo như vậy ngày hôm ấy vân đến phủ xin gặp huyền đức thị tỳ vào báo triệu vân có việc khẩn cấp đến bẩm với quý nhân huyền đức gọi vào hỏi vân làm ra vẻ lo sợ nói chúa công cứ ở trong cung thẳm không tưởng gì đến kinh châu nữa Huyền Đức nói, có việc gì mà ngơ ngác như thế? Vân đáp, sáng nay khổng binh sai người sang bảo Tào Tháo muốn trả thù trận xích bích, đã khởi 50 vạn tinh binh đánh đến Kinh Châu. Việc nguy cấp đến nơi, chúa công phải về ngay mới được. Huyền Đức nói, ta cần phải bàn với phu nhân đã. Vân nói, nếu chúa công bàn với phu nhân, chắc phu nhân trả để cho đi bất nhược đừng nói chiều nay về luôn kẻo chậm thì lỡ việc huyền đức nói người hãy ra ngoài để ta sẽ liệu vân cố dục rã hai ba lần rồi lui ra huyền đức trở vào gặp tôn phu nhân liền rơm rớm nước mắt phu nhân hỏi phu quân có điều chi phiền não làm vậy huyền đức nói tôi nghĩ mình tôi một thân nương nhờ đất khách khi cha mẹ con đã không thờ phụng được thì chớ tết nhất đến nơi lại không tíu tự được tổ tiên làm cho tôi áy náy trong lòng phu nhân nói thôi phu quân đừng giấu tôi nữa tôi đã biết rõ cả rồi lúc nãy triệu tử long báo tin kinh châu nguy cấp phu quân muốn về nên mượn cớ đó thôi huyền đức quỷ xuống nói phu nhân đã biết tôi đâu dám giấu giếm. Tôi mà không về, nếu mất Kinh Châu sẽ bị thiên hạ chê cười. Tôi mà về thì không dứt được tình nghĩa với phu nhân. Vì thế tôi phiền não lắm. Phu nhân nói, tôi thì phận gái chữ tòng. Chàng đi thiếp cũng một lòng xin theo. Huyền Đức nói, đành rằng phu nhân có lòng tốt như thế. Nhưng quốc thái và ngô hầu sao chịu cho phu nhân đi. Phu nhân có thương tôi, xin hãy yên tâm ở lại đây, để tôi đi một mình cho tiện. Nói đoạn, nước mắt ròng ròng. Phu nhân khuyên giải rằng, phu quân đừng phiền nữa, để tôi nói khó với mẫu thân tôi, chắc sẽ cho tôi về với phu quân nhân thể. Huyền Đức nói, mặc dầu quốc thái cho phép, nhưng thế nào ngô hầu cũng ngăn trở đấy tôn phu nhân ngồi nghĩ một lúc rồi nói để đến giữa hôm mùng một tết tôi với phu quân mượn cớ ra bờ sông tế tổ rồi ta cùng lẻn đi cả có được không huyền đức nói nếu được thế tôi sống chết cũng không quên ơn phu nhân nhưng xin chớ để lộ chuyện ra ngoài hai vợ chồng bản định đâu đấy huyền đức mật gọi tử long vào dặn ngày mùng một tết người dẫn quân ra trước trực sẵn ở dọc đường. Ta lấy cớ tế tổ sẽ cùng phu nhân đi một thể. Triệu Vân vâng lời. Ngày nguyên đán tháng riêng mùa xuân năm Kiến An thứ 15. Ngô Hầu hội cả văn vũ trong chiều. Huyền Đức và Tôn Phu Nhân vào bái yết bà quốc Thái. Phu Nhân thưa. Phu quân còn nhớ đến mồ mả tôn tổ, cha mẹ, ở cả chắc quận ngày đêm thương cảm khôn nguôi. Này muốn ra bờ sông tế vọng, xin cáo để mẫu thân được biết. Quốc Thái nói, đó cũng là đạo hiếu, lẽ đào mẹ chẳng đồng ý. Con không được biết mặt bố mẹ chồng, thì cũng phải cùng với chồng con ra tế bái cho xứng đạo làm dâu con ạ. À. Hai vợ chồng lạy tạ trở ra, muốn giấu không cho tôn quyền biết. Phu nhân ngồi xe chỉ mang một ít đồ dùng đặt vặt. Huyền Đức lên ngựa, dẫn vài tên quân kỵ mã đi theo ra thành, hội với Triệu Vân. Năm trăm quân sĩ, tiền hô hậu ủng, rời khỏi Nam Từ, cấp tốc đi miết. Hôm ấy, Tôn Quyền say quá. Tả hữu vực vào nhà trong, văn võ tan đâu về đấy. Đến lúc các quan biết tin Huyền Đức và phu nhân đi, thì trời đã tối. Muốn báo cho Tôn Quyền biết, nhưng Quyền lại đang ngủ say. Khi Quyền tỉnh dậy thì trời đã tang tảng sáng. Hôm sau, Quyền nghe tin Huyền Đức trốn mất, vội vàng đòi văn võ vào bàn bạc. Trương Chiêu nói, nếu để người này chạy thoát được, nay mai tất sinh loạn, nên sai người đuổi cho mau. Tôn Quyền sai ngay Trần Vũ, Phan Trương, lựa 500 tinh binh, không kể ngày đêm phải đuổi kịp bắt Huyền Đức về hai tướng được lệnh dẫn quân đi tôn quyền giận huyền đức không biết ngần nào cầm nghiên mực bằng ngọc trên án thư đập tan ra từng mảnh trình phổ nói chúa công dù có nổi trận lôi đình tôi tin chắc hai tướng cũng không bắt nổi lưu bị đâu quyền nói ai dám trái lệnh ta phổ nói quận chúa từ nhỏ ưa chuộng nghề võ tính khí nghiêm nghị các tướng đều sợ cả. Nay đã thuận theo Lưu Bị, tất nhiên đồng tâm đi với nhau. Các tướng đuổi theo, nếu gặp quận chúa thì còn ai dám hạ thủ nữa. Quyền giận lắm, rút ngay thanh gươm đang đeo, gọi Tưởng Khâm, Chu Thái đến bảo rằng: "Hai tướng đem thanh gươm này đi lấy cả đầu em ta, lẫn đầu Lưu Bị mang về đây, nếu trái lệnh sẽ bị chém đầu." Hai tướng lĩnh mệnh lại dẫn một nghìn quân mã đuổi theo. Nói về huyền Đức, gò cương ra roi, đi như rút đường. Đêm hôm ấy, nghỉ tạm ở dọc đường, chừng hai trống canh, lại vội vàng khởi hành. Gần đến đầu địa phận xài tang, ngoảnh lại, thấy mé sau bụi bay mù mịt, đoán chắc là có quân đuổi theo. Huyền Đức đâm hoàng, hỏi Triệu Vân. Quân đuổi đến nơi, làm thế nào bây giờ? Triệu Vân nói. Chúa Công hãy đi trước để tôi đi chặn hậu. Vừa qua chân núi trước mặt, một toán quân mã xông ra trên đường. Hai tướng đi đầu quát to lên rằng. liều bị xuống ngựa chịu chói cho mau. Ta phụng lệnh Chu Đô Đốc đợi ở đây đã lâu rồi. Thì ra Chu Du vẫn có ý sợ huyền đức chạy trốn. Nên đã sai tử thịnh, đinh phụng dẫn ba nghìn quân mã đóng đồn trực sẵn ở nơi sung yếu hàng ngày cho người lên gò cao trông chừng đoán chắc nếu huyền đức đi theo đường bộ thế nào cũng qua lối này khi ấy hai tướng trông thấy có một toán quân mã của huyền đức đi đến liền cầm vũ khí ra chặn đường huyền đức hoảng sợ dừng ngựa lại hỏi triệu vân rằng trước mặt có quân chặn đường sau lưng có quân đuổi theo hết đường rồi làm thế nào bây giờ triệu vân thưa chúa công chớ ngại Quân sư có ba rượu kế ở trong túi gấm này. Hai lần mở trước đều đã trúng cả. Nay còn điều thứ ba, dặn lúc nào nguy cấp lắm mới mở. Chính lúc này nên mở ra xem sao. Nói rồi, Vân mở nốt túi thứ ba dâng lên. Huyền Đức xem xong, đến ngày trước xe tôn phu nhân khóc mà nói rằng. Tôi có mấy lời tâm phúc, đến đây phải thành thật tỏ bày cùng phu nhân phu nhân nói phu quân có điều gì cứ nói thật cho tôi biết Huyền đức nói trước kia Ngô Hầu đồng mưu với Chu Du gọi gả phu nhân cho tôi thực ra không phải có ý muốn tác thành cho phu nhân đâu mà chính là định cầm tù bị này để cướp kinh châu đó thôi khi kinh châu đã về tay rồi họ sẽ giết tôi đi rõ ràng họ dùng phu nhân làm cái mồi thơm để giữ tôi đó xa dĩ tôi không sợ chết dám cả gan đến đây vì biết chắc phu nhân có trí khí nam nhi có lòng yêu thương đến tôi vừa rồi tôi thấy ngô hầu có ý muốn hại nên tôi nói dối là kinh châu có việc để tính đường trở về may được phu nhân không nỡ bỏ nhau theo tôi đến đây không ngờ ngô hầu sai người đuổi theo sau lưng chu du lại cho người chặn đường trước mặt ngoài phu nhân ra không ai gỡ được nạn này. Nếu phu nhân không rủ lòng cứu cho, thì tôi xin chết ngay ở trước xe để đáp ơn đức của phu nhân. Phu nhân nổi giận nói, Anh tôi đã không coi tôi là ruột thịt thân thiết, thì còn mặt nào trông thấy nhau nữa. Thôi, việc hôm nay phu quân cứ để mặc tôi. Lập tức tôn phu nhân sai đẩy xe lên trước, cuốn rèm lên, rồi mắng từ thịnh đinh phụng rằng hai người muốn làm phản hay sao hai tướng vội vàng xuống ngựa bỏ gươm giáo xuống bẩm rằng chúng tôi đâu dám làm phản nguyên phụng tướng lệnh của chu đô đốc đóng tại đây đợi chờ lưu bị đây thôi phu nhân giận lắm nói thằng giặc chu du kia đồng ngô ta có phụ gì mày huyền đức là hoàng thúc nhà hán lại là chồng ta ta đã nói với mẹ và anh cho vợ chồng ta về Kinh Châu rồi. Này các người dẫn quân chặn đường định cướp đồ đạc của vợ chồng ta hay sao? Hai tướng vâng dạ liên hồi thưa rằng. Chúng tôi đâu dám thế. Xin phu nhân nguôi dặn. Việc này chúng tôi phụng lệnh của đô đốc. Chờ có can gì đến chúng tôi đâu. Phu nhân thét lên. Các người chỉ biết sợ chu du. Còn không biết sợ ta. Chú Du giết nổi các ngươi ta đây dễ thường không giết nổi chu du hẳn nói đoạn trời mắng chu du thảm hại rồi đẩy xe tiến lên từ đinh hai tướng nghĩ rằng mình là người bề dưới đâu dám kháng cự với phu nhân và lại trông thấy triệu vân có vẻ căm tức lắm nên buộc lòng phải thét quân sĩ mở đường cho đi xe vừa đi được chừng năm sáu dặm thì trần vũ phan trương đuổi đến nơi từ Thịnh, Đinh Phụng thuật lại chuyện trước. Hai tướng kia nói rằng, các người tha cho đi là hỏng rồi. Chúng ta phụng mệnh ngô hầu đuổi theo bắt họ về đây. Rồi bốn tướng hợp binh là một ra sức đuổi theo. Huyền Đức đang chạy, bỗng nghe mé sau tiếng reo nổi lên ầm ầm, lại nói với phu nhân rằng, con mé sau lại đuổi đến thì làm thế nào? Phu nhân nói, phu quân cứ đi trước, để tôi với Tử Long đón đánh mặt sau. Huyền Đức dẫn 300 quân nhắm bờ sông đi trước. Tử Long dừng ngựa đứng bên cạnh xe, dàn quân ra đợi các tướng kia đến. Bốn tướng đến nơi, trông thấy phu nhân vội vàng xuống cả ngựa, chắp tay đứng im. Phu nhân hỏi. Trần Vũ, Phan Trương, đến đây có việc gì? Hai tướng bẩm rằng. Chúng tôi phụng mệnh chúa công mời phu nhân và huyền đức trở về phu nhân nghiêm sắc mặt quát bọn người chỉ toàn là đồ thất phu chia rẽ anh em ta để chúng ta không hòa thuận với nhau ta đã gả bán cho người hôm nay đi về không phải là đi theo trai ta vâng lệnh mẹ ta để cho vợ chồng ta trở lại kinh châu dù anh ta có đến đây nữa cũng phải theo lễ phép các người cậy có quân muốn giết ta hay sao tôn phu nhân mắng mỏ một chặp khiến bốn tướng chỉ đứng nhìn nhau ai nấy tự nghĩ rằng người ta với chủ mình vạn năm vẫn là anh em với nhau mà việc này có quốc thái làm chủ ngô hầu lại là người chí hiếu sao dám trái lời mẹ mai ngày nghĩ lại thì muôn sự té ra chúng mình không phải cả chỉ bằng ta hãy làm một việc có chút tình tử tế là hơn và lại trong đám ấy không thấy huyền đức, chỉ thấy có triệu vân mắm môi trợn mắt, lầm lè muốn đánh. Bởi thế các tướng dạ gian mấy tiếng rồi rút quân về. Tôn phu nhân sai đẩy xe đi thẳng. Từ thịnh nói với các tướng rằng, Chúng ta hãy cùng đến trình việc đó với chú đô đốc. Bốn tướng còn đương do dự, bỗng thấy một toán quân sòng sọc chạy đến trông ra thì là tưởng khâm và chu thái hai tướng hỏi ngay các ông có thấy lưu bị không bốn người đều nói buổi sáng có qua đây đến bây giờ đã đi xa rồi tưởng khâm nói sao không bắt trói lại bốn tướng thuật lại chuyện phu nhân mắng mỏ vừa rồi tưởng khâm nói Chính vì thế nên Ngô Hầu ban cho một thanh kiếm mang theo đây, truyền cho giết cô em trước, lưu bị sau. Hễ sai lệnh sẽ bị chém đầu. Bốn tướng nói, họ đã đi xa rồi, làm thế nào? Tưởng Khâm nói, hắn chỉ có một ít quân bộ, muốn đi gấp cũng không được. Tờ Đinh, hai tướng nên phi báo với đô đốc, sai đường thủy bơi thuyền tốc hành đuổi cho mau. Bốn chúng ta thì đuổi trên bộ, bất kỳ đường nào hễ đuổi kịp thì cứ việc chém phăng đi, không cho nói lôi thôi gì hết. Đinh Tờ liền phi báo với Chu Du, còn bốn tướng dẫn quân men bờ sông đuổi giết. Lại nói Huyền Đức và quân sĩ rời Sải Tang đã xa, đến bến Lưu Tang mới hơi vững dạ. Đi dọc bờ sông tìm thuyền, chỉ thấy dòng sông mênh mông không bóng một chiếc thuyền nào. Huyền Đức cúi đầu nghĩ ngợi, triệu vân nói chúa công ở trong hang hổ trốn nạn ra đây nay đã đến gần địa giới nhà rồi tôi chắc thế nào quân sư cũng liệu trước không phải lo ngại đâu huyền đức nghe xong sực nhớ đến chuyện phồn hoa sung sướng ở đông ngô vừa rồi bỗng dưng ứa hai hàng nước mắt người sau có thơ than rằng sông này ngô thục kết nhân duyên Cửa ngọc nhà vàng bóng dáng tiên, thiên hạ chịu nhường cô gái đẹp, đổi làm sao nổi, chí lưu trang. Huyền Đức sai tử long ra mé trước tìm thuyền. Chờ tin báo phía sau, cát bụi bay mù trời. Huyền Đức lên cao trông xem, thấy người ngựa kéo đến đông như kiến cỏ. Liền than rằng, chạy tất tuổi cả ngày, người ngựa mỏi mệt chưa thở được, lại có quân đuổi theo, thật là chết không còn chỗ chôn đây. Tiếng reo mỗi lúc một gần, Huyền Đức đang luống cuống không biết tính thế nào, cho thấy một dãy hơn vài chục chiếc thuyền mui bồng đậu ở bờ sông. Từ Long nói, trời ơi, may quá, có thuyền đây rồi, xin chúa công xuống thuyền ngay để sang sông, rồi ta sẽ liệu sau. Huyền Đức cùng tôn phu nhân, Từ Long và 500 quân sĩ xuống cả thuyền chỉ thấy một người khăn lượt áo the ở trong khoang vừa cười vừa bước ra nói xin chúc mừng chúa công gia cát lượng chờ ở đây đã lâu rồi những người già làm lái buôn ở trong thuyền đều là thủy quân ở kinh châu cả huyền đức mừng lắm một lát bốn tướng đã đuổi kịp đến nơi khổng minh cười trò đám người trên bờ nói ta biết trước đã lâu rồi các người về nói với chu lang từ dày đừng nên dùng cái kế mỹ nhân ấy nữa nhé trên bờ cung tên bắn xuống tới thấp nhưng thuyền ra xa rồi bốn tướng cứ đứng ngây mặt nhìn theo thuyền huyền đức và khổng minh đang đi bỗng thấy nước sông réo lên ầm ầm ngoảnh đầu lại xem thấy chiến thuyền đông ngô kéo đến như lá tre chu du ngồi dưới lá cờ tướng bên tả có hàn đương bên hữu có hoàng cái thế như ngựa bay sao chạy ào ào lướt tới khổng minh sai lái dạt vào bờ phía bắc rồi bỏ thuyền lên cả bộ xe ngựa kéo đi chu du đuổi đến nơi cũng ùa lên bộ đuổi theo toàn bộ thủy quân đều đi chân không chỉ tướng tá mới có ngựa cưỡi chu du đi trước hoàng cái hàn đương từ thịnh đinh phụng kèm sau dù hỏi đây là sư nào? Quân sĩ bẩm. Trước mặt là địa đầu Hoàng Châu. chu Du trông theo. Thấy quân mã huyền Đức chưa đi xa mấy. Liền sai quân sĩ giáng sức đuổi theo. Đang đuổi miết. Bỗng thấy hồi trống nổi lên một toán quân ở trong sườn núi kéo ra. Đại tướng đi đầu là quan vân trường. Dù luống cuống vội quay ngựa chạy. Vân trường sốc tới. Dù tế ngựa chạy chí chết đang chạy hoàng trung ngụy diên hai bên đổ ra đánh quân ngô thua to dù lật đật xuống được đến thuyền thì quân sĩ ở trên bờ đồng thanh hô lớn chù dù mẹo giỏi yên thiên hạ đã mất phu nhân lại thiệt quân dù nổi giận nói lại phải lên bờ quyết một trận súng mái xem sao hàn đương hoàng cái cố sức can ngăn dù tự nghĩ rằng kế của ta không thành công, còn mặt mũi nào trông thấy ngô hầu nữa. Nghĩ đoạn gầm lên một tiếng, viết đầu vỡ tung ra, ngã quay xuống thuyền. Các tướng súng lại cấp cứu, thì Du đã mê man bất tỉnh nhân sự rồi. Đó là hai phen khôn quá thành ra vụng, nay lại hờn căm, lại thẹn thùng. Chưa biết Chu Du rồi ra thế nào, xem hồi sau thì biết.